Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ, hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2020. Mình tiếp tục học cái bài về dục. Tuần trước là mình mới học về định nghĩa thế nào là dục và một số trích dẫn ở trong kinh Đức Phật cho những cái ví dụ về dục để thể lên cái sự cái tầm quan trọng cũng như cái sự nguy hiểm của nó. Và hôm nay mình đi qua cái phần thứ hai, đó là thế nào là diệt dục. Mình hôm trước quý vị nếu như nên nhớ câu hỏi đặt ra là thế nào là diệt dục chứ không phải làm cách nào để diệt dục nha. Cho nên có hôm trước có người nói vì sao diệt ở đây đó, bởi vì cái khái niệm diệt dục là một cái khái niệm nó mình thường rất là quen gặp, cho nên mình người ta nói tu hành là phải diệt dục. Cho nên á thì cái khái thậm chí mình đặt ra câu hỏi đó luôn là dục có diệt dục hay không, dục có cần diệt hay không, hay cái tung cái từ diệt nó có đúng không, hay là đôi hay là mình dùng một cái từ khác nữa, và có phải tất cả các cái loại dục thì đều phải diệt hay không. Thì trước hết á, thì khi mà mình nói về cái sự diệt dục ấy, thì Đức Phật ngài không có dùng cái từ diệt dục mà ngài có dùng từ xuất ly khỏi các dục thôi. Cho nên chữ diệt là khác mà chữ xuất ly là khác. Bởi vì thấy chữ diệt á, thì trong đó nó mang cái tính chất cho rằng mình có một cái gì đó là mình thấy là nó quá xấu xa rồi mình phải diệt nó đi, thì nó mang cái tính chất nó cũng là bản ngã. Còn cái chữ xuất ly đó, và sau khi thấy rõ cái vị ngọt cũng như là thấy rõ sự nguy hại, thì người đó không còn ở trong cái vòng kiềm tỏa của nó nữa, tức là bị được xuất ly ra khỏi dục. Mình không còn bị nó ràng buộc nữa thì tức là mình được xuất ly thôi, chứ không cần phải dùng cái từ diệt dục á, thì là một cái khái niệm nếu như mình đọc trong kinh thì không có nghe cái từ đó. Cũng có khi nói là có những cái tham ái á, là phải đoàn trừ, có những tham ái á, là cần phải tránh né, có những cái phiền não hoặc là những cái lậu hoặc cần phải đoàn trừ, hay là phần cần phải tránh né, hay là cần phải thọ dụng. Thì cái từ mà đoàn trừ đó đó có nghĩa rằng á, là mình không có mình dừng lại chứ không có chạy theo nó, không có cung cấp cho nó thêm nữa, được theo cái nghĩa đó. Thì bây giờ đó trước hết là mình sẽ đi vào đọc cái chánh văn của cái đoạn kinh mà Đức Phật ngài nói về ba cái là sự sự nguy hại, rồi vị ngọt và sự xuất ly. Để về cái đoạn mà nói về ở trong kinh đó, nói về vị ngọt của các dục ấy, thì Đức Phật ngài định nghĩa thế này: này các tỳ kheo, thế nào là vị ngọt các dục? Này các tỳ kheo, có năm pháp dục công đức kamaguna này là các sắc pháp do nhãn căn nhận thức khả ái. Xin lỗi, để share cho quý vị đọc luôn cho dễ ha. Đây là cái đoạn là nói về vị ngọt của các dục đó. Thì ở đây là chữ vị ngọt của các dục tiếng Pali gọi là kamanang asado. Kama là dục, mà số nhiều là kamanang là của các dục, và asada là vị ngọt. Thì thế nào là vị ngọt của các dục? Thì Đức Phật ngài mà định nghĩa đó: này các tỳ kheo, có năm pháp dục công đức là kamaguna này. Các sắc pháp do nhãn căn nhận thức khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ tương ứng với dục hấp dẫn. Rồi là các tiếng do nhĩ căn nhận thức, các hương do tỷ căn nhận thức, các vị do thiệt căn nhận thức, các xúc do thân căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ tương ứng với dục hấp dẫn. Này các tỳ kheo, có năm pháp dục công đức như vậy. Này các tỳ kheo, y cứ vào năm pháp dục công đức này mà có hạt lạc hỷ khởi lên, như vậy gọi là vị ngọt của các dục.
Thì cái từ mà năm dục công đức thì hôm trước có nói với quý vị đó, là cái chữ guna này đó nó có hai nghĩa, nghĩa là sợi dây và cái nghĩa là công đức. Thì ở đây thì bản dịch mà thường Hòa Thượng Minh Châu thì ngày hay dịch là chữ công, cái chữ công đức. Có một chỗ khác á, người ta hay dịch là năm dục trượng dưỡng. À, thì trượng dưỡng hay là trượng dưỡng cái gì, năm cái đối tượng, năm cái trần cảnh ở bên ngoài mà nó làm lớn mạnh, nó nuôi dưỡng cái tâm ái dục ở bên trong mình, thì cái đó gọi là năm dục trượng dưỡng hay năm dục công đức. Tức là mình thấy là năm cái trần cảnh đối với năm giác quan. À, là mà ở đây đó những cái này á, mà không phải tất cả căn nào cũng vậy, mà nó bốn cái tính tư. À, nó có bốn cái tính tư là khả ái. Khả ái tức là nó dễ đáng yêu. Khả lạc á, nó đem lại cho sự cho mình cái sự thoải mái. Khả ý nó làm cho cái tâm mình, cái ý mình được thỏa thích, và khả hỷ nó làm cho mình được hoan hỷ. Và như vậy đó, cái chỉ có những cái pháp nào nó khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ và nó hấp dẫn, nó tương ứng với dục, thì cái đó mới được gọi là vị ngọt của nó. Thành ra đó, cái nào cũng có hai mặt. Mình thấy trên đời này đó thì cái gì nó có hai mặt hết á. Đồng tiền có hai mặt, tờ giấy cũng có hai mặt, thậm chí là nó nhiều mặt nữa. Nhưng mà bây giờ mình nói về mặt phẳng thôi đó thì nó chỉ có hai mặt ha. Còn nếu như mà mình nói là ra không gian mà 3D, bây giờ người ta còn nói là không gian 5D nữa, thì là nó có rất là nhiều chiều khác nhau. Mình đứng trên mình nhìn xuống mình thấy nó khác, mình đứng bên phải bên trái, mình đứng ở phía dưới ha. Thì là có, nếu như mà mình khi mình rải tâm tư, người ta nói con có tới 10 phương nữa, chứ không phải chỉ có 4 phương. À, đông tây nam bắc rồi, rồi con có là đông nam đông bắc, rồi tây nam tây bắc, rồi thượng trên thượng dưới nữa, thì cả thảy là có 10 phương. Mà mỗi người đứng ở một cái góc độ nào thì người ta sẽ thấy các cái vật với cái góc góc độ đó. Quý vị thấy đó là khi mình nói về dục á, là cái quan niệm, cái chữ dục, cái mà được gọi là hấp dẫn, là vị ngọt đối với người này, thì chưa chắc nó đã là vị ngọt đối với người khác. À, ngay cả những cái món ăn thôi. À, có những cái món ăn là khả 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 lạc với người này mà không có khả lạc với người khác. À, ví dụ như là món mắm ha. Món mắm thì nó rất là khả lạc với người Á Đông, mà đặc biệt là người Mỹ Việt Nam, người miền Trung, thì người ta rất là thích các cái loại mắm, dù cái mùi của nó rất là nặng. Nhưng mà với những người nước ngoài thì người ta thấy rằng đó là một cái mùi gì rất là khủng khiếp. Cái vị của nó cũng rất là khủng khiếp. Cho nên là cái vị ngọt này là nó mang cái tính chất, nó cũng có tính chất chủ quan bên trong nữa. À, bởi vì nó hấp dẫn đối với cái cá nhân đó, đối với cái chúng sanh đó. Quý vị thấy mình đưa cái ví dụ là con voi mà ở trong được cái đồng phân thôi. À, mình đi mình thấy con voi nó sinh ra ở trong cái đồng phân ở bên đường. À, và nó cứ lúc nhúc nó ở trong cái đồng phân đó, mình thì mình thấy nhìn thấy rất là dơ bẩn. Nhưng mà riêng đối với bản thân con voi đó thì nó thấy cái đồng phân đó nó rất là ấm áp. À, cái môi trường đó nó rất là thích hợp với nó, và cũng lũng là thức ăn của nó luôn. Bây giờ mà đem con voi mà ra khỏi đồng phân đó, thì nó không có con thấy nó không có nó rất là đau khổ. À, cho nên đối với con voi thì cái đồng phân là cái vị ngọt của nó. Cho nên mỗi chúng sanh một một thì có một cái những cái đối tượng khả ái, khả ý, khả lạc, khả hỷ, nó khác nhau với một người thôi đó. Mà giả sử như khi mình đang còn trẻ thì mình thấy cái có bàn bàn trai phù phiếm. À, cho nên là tùy theo cái lứa tuổi, mà tùy theo lứa tuổi mà có những cái khi cái chuyện đó người ta thấy rằng nó rất là hấp dẫn, nhưng mà chỉ cần sau thời gian thôi thì người ta thấy nó không còn cái gì hấp dẫn nữa cả. À, cho nên á, mỗi cái giai đoạn mà mình phải nên thấy rằng á, là bây giờ đối với mình không hấp dẫn, nhưng mà đối với những cái người trẻ thì nó vẫn còn là hấp dẫn. Thì đôi lúc á, cái nhìn của mình á, mình phải có cái nhìn thông cảm đối với những cái người đó. Chẳng hạn như người xuất gia, à, đã sống là đời sống là xuất ly khỏi ngôi nhà thế tục, xuất ly ra những cái tờ tạm thời, cũng được xuất ly ra khỏi những cái ràng buộc xã hội. À, thì đối với họ đó thì bây giờ những cái mà ràng buộc của xã hội, những cái danh tiếng, những cái địa vị, những cái tài sản đó, thì đối với họ thật sự nhìn thấy rằng nó không còn là vị ngọt nữa. À,
Nhưng mà nhìn lại thì với những cái người cư sĩ, đặc biệt là những người mới đi vào đời, những cái em sinh viên nó vừa mới đi khởi nghiệp, thì đương nhiên đối với nó đó là cái mục tiêu cuộc đời của nó làm sao có được tiền bạc nhiều, làm sao có càng ngày càng có địa vị cao, đang có danh vọng. Thì ở đây đó mình cô sẽ cô muốn nói cái sự khác biệt này đó, để mình từ đó mình có một cái nhìn cảm thông rằng đó, mình là chúng sanh ở trong cõi dục giới đó, thì hầu như là ai cũng có bị cái dục nó hấp dẫn, nó chi phối cả, và mỗi người có một cái sự hấp dẫn, đối tượng hấp dẫn khác nhau. Mình không thích cái này nhưng mình thích cái khác, cái người ta không thích cái quái của mình thích mà người ta lại thích cái khác. Cho nên đó, nhiều lúc đó là có những người là họ cho rằng họ có những cái thú vui tao nhã, như là chỉ có là uống trà thưởng trăng, rồi là ngắm hoa, rồi là thư pháp, rồi chơi cờ, cầm kỳ thi họa, thì người ta cho rằng đó là những cái thú vui tao nhã, và người ta coi thường những người mà họ chạy theo cái thú vui là rượu chè, rồi cờ bạc, rồi trai gái vân vân, người ta coi thường. Chứ thật sự ra đó là cũng nhiều là tham dục, mà chỉ có cái đối tượng nó khác nhau thôi. Mà nếu như cái người mà cho rằng cái thú vui mình tao nhã, mình uống trà là tao nhã, còn người kia uống rượu là không có tao nhã. Nhưng mà người uống rượu không có rượu không được, mà người uống trà không có trà cũng không có được. Ngày nào không có trà thì giống như là họ không thể làm gì được cả, thì cũng chẳng khác gì với người uống rượu hết. Quý vị thấy người uống rượu mà không có rượu thì người ta rất là đau khổ, mà người uống trà không có trà cũng rất là đau khổ, uống được trong người ta uống không có được. Vậy thì người ta cho rằng là thanh cao, nhưng thật sự ra có gì là thanh cao? Bởi vì cái bản chất của cái tâm tham, cái tâm dính mắc thì nó vẫn còn đó, nó vẫn như nhau, nó chỉ thay đổi đối tượng mà thôi. Thành ra mình thấy rõ như vậy đó, để thấy rằng không có cái loại cao hay là thấp. Nếu nó khác nhau chăng á, là cái chỗ cái tâm cái dục này đó, nó là thiền hay là bất thiền thôi. Như là mình hôm trước mình so sánh là giữa tác dục, pháp dục và tham dục thôi. Chứ còn mà nếu như đã là cái đối tượng là đã dục trần rồi, thì mình nói là uống trà thì nó tao nhã hơn uống rượu thì chưa chắc ha. Bởi vì là đằng nào cũng là có cái tâm tham ái ở bên trong cả. Rồi mình trở lui lại, mình đọc tiếp cái đoạn là về sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm của các dục, tiếng Pali là Kamanang Ajinavo. Ajinava là sự nguy hiểm. Này các tỳ kheo, thế nào là sự nguy hiểm các dục? Ở đây, này các tỳ kheo, có thiền nam tử sống với nghề nghiệp. Rồi bây giờ những cái nghề nghiệp mà Đức Phật mà ngài 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 liệt kê ra đó, quý vị thấy những cái nghề nghiệp nào, như cái nghiệp mà như đếm ngón tay. Đếm ngón tay này thật ra không phải mình nghe đếm ngón tay, thì không phải đếm ngón tay mà người bấm đồn đó, nên người ta đếm ngón tay như vậy, người ta bấm đồn đó, cho nên là đếm ngón tay, rồi hoặc là như tính toán, như ước toán, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm công cho vua, như làm một nghề nào khác. Người ấy phải chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát bị chết đói, chết khát. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục. Thiết thực hiện tại thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. Này các tỳ kheo, nếu thiền nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản ấy không được đến tay mình, vì ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man bất tịnh. Ôi, sự nỗ lực của ta thật sự là vô ích, sự tinh cần của ta thật sự không kết quả. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm của các dục, là nguyên nhân của dục. Này các tỳ kheo, nếu thiền nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, và các tài sản ấy được đến tay mình, vì phải hộ trì các tài sản ấy, vì ấy cảm thọ sự đau khổ, ưu tư, làm sao các vua chúa khỏi cướp đoạt chúng? Làm sao trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng? Làm sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi cuốn trôi, trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng? Hay các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cướp đoạt chúng? Dầu vì ấy hồ tri như vậy, giữ gìn như vậy, vua chúa vẫn cướp đoạt các tài sản ấy, trộm cướp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn cuốn trôi,
hay là các kẻ thừa từ không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vì ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê mang, bất tỉnh. Cái đã thuộc của ta, nay ta không có nữa. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm của các dục, là nguyên nhân của các dục. Lại nữa, này các tỳ kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, sát đế lì tranh đoạt với sát đế lì, bà la môn tranh đoạt với bà la môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh tranh đoạt với chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dẫn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, họ công phá nhau bằng tay, họ công phá nhau bằng đá, họ công phá nhau bằng gậy, họ công phá nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này các tỳ kheo, do dục làm nhân, do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ giang trần hai mặt, và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm của các dục, là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này các tỳ kheo, do chính nhục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người. Các vua chúa khi bắt được một người như vậy liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tay, họ cắt mũi, họ xẻo tay cắt mũi. Họ dùng hình phạt vạt dầu, họ dùng hình phạt bổi đôi hình, tức là xẻo đỉnh đầu thành hình con sò, hoặc dùng hình phạt la hầu khẩu hình, hỏa mang hình, tức là lấy lửa đốt thành vòng hoa, chúc thủ hình, tức là đốt tay, khu hành hình, tức là lấy rớm bền lại rồi siết chặt, bì ý hình, tức là lấy vỏ cây làm áo, linh dương hình là hình phạt con dê núi, câu nhục hình là lấy câu móc vào thịt, tiền hình là cắt thịt thành hình đồng tiền, khỏi chấp hình, chuyện hình, cao đạp đài, vân vân. Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm của dục, là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này các tỳ kheo, do dục làm nhân, do chính dục làm nhân, họ sống làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do họ sống làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, đưa đến đau khổ tương lai, là khổ uẩn, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do chỉnh dục làm nhân duyên. Đó, thì quý vị thấy cái đoạn mà Đức Phật Ngài nói về cái sự nguy hiểm của các dục á, là Ngài đi từ cái thấp nhất mà tới cái cao nhất. Cái đầu tiên hết đó là mình sinh ra mà để mà kiếm sống, ai cũng phải có một cái nghề, mà đã có một cái nghề thì không có cái nghề nào mà hoàn toàn sống sướng cả. Mà những cái người á mà họ mà càng kém phước, quý vị thấy rằng là cái đó, người mà càng kém phước thì công việc càng nặng, càng cực khổ, nhưng mà tiền lương lại càng thấp. Như những người mà phải làm nông dân, rồi những người làm thợ xây, những người mà làm cầu đường, quý vị thấy công việc rất là cực khổ. Phải ở ngoài nắng, phải khiêng nặng, phải làm việc rất là cực nhọc từ sáng cho tới tối, nhưng mà lương những cái người mà làm công làm đó thì lương là không có cao. Trong khi những cái người mà họ mà có bằng cấp, họ được ở trong cái phòng mát, ở máy lạnh,
mà họ làm cái công việc á, là rất là nhẹ nhàng, làm công việc đầu óc thôi nhưng mà lương là cao hơn. Cho nên mình thấy rằng cái ngay cả cái từ cái công việc mà làm đó thì là rất là cực khổ, và cái cực khổ nhiều hay ít đó, nó cũng còn tùy thuộc vào cái phước của mỗi người nữa. Cũng cùng là 1 tiếng đồng hồ làm, mà quý vị thấy 1 tiếng đồng hồ mà của mà những cái người, bác sĩ, kỹ sư hay là những cái doanh nhân thành đạt ha, thì cái số tiền mà họ làm ra thì gấp cả 100 lần cái số tiền của một cái người mà làm nông, hay là người phải đi cày, đi cày cấy hay là đi làm vất vả đó. Và rồi á thì mà đó là cái mà vất vả nhưng mà con chấn chỉnh con đỡ, còn cái sau đó đó mà người ta làm mà không làm cực khổ như vậy mà không có được tài sản thì càng đau khổ hơn nữa. Như người nông dân mà người ta chân lấm tay bùn người ta làm, mà đến khi chỉ cần một cái trận bão đi qua, một cái thiên tai bão lụt hạn hán thôi thì người ta bị thất thu trắng tay thì càng đau khổ hơn nữa. Cho nên làm là mong có được tài sản, mà khi tài sản nó không có được thì người ta đau khổ. Mà giả sử tài sản mà có được, đoạn tiếp theo Đức Phật nói đó, dù tài sản có được đi nữa thì người ta lại lo sợ bị mất đi cái tài sản đó, sợ người ta cướp giật. Và không những chỉ lo sợ không thôi mà người ta cướp giật thiệt, người ta đấu tranh nhau thiệt. Và trong này Đức Phật ngài nói tới cái mức mà cha mẹ, mẹ đoạt với con đoạt với mẹ, anh chị em tranh đoạt với nhau. Thì mình thấy ở ngoài đời đó thì rất là nhiều câu chuyện thiên tâm, cái chuyện mà tranh giật danh gia tài giữa cha mẹ con cái anh em đó. À, người ta có thể là thậm chí người ta có thể đánh nhau, người ta giết nhau, đưa nhau ra tòa. Và cái tài sản nó bị khi là bị thất mất mát đi, thì trong kinh thường nói tới là tài sản mình bị mất là do năm năm cái cách. À, năm cách đó. Thứ nhất là bị vua quan tịch thu, thì bây giờ là giống như bây giờ mình bị chính phủ tịch thu rồi đó. Thứ hai là bị trộm cắp nó lấy đi. Thứ ba là bị nước cuốn trôi. Thứ tư là bị lửa đốt cháy. Và thứ năm là bị con cái nó phá sản. À, có người cha mẹ làm ăn là quanh năm là cực khổ vất vả dành dụm để dành tiền. Con nó mà bị mấy đứa mà nghiện game hay là nghiện hút xì ke đó ha, là nó về nó lấy, nó lấy xong nó trong không những nó lấy tiền để dành thôi mà con nó lấy luôn cái sổ đỏ. Nó đi bán là coi như nhà cửa không còn, cha mẹ cũng mất nhà mất cửa, là đi ra là thành là dân lang thang không nhà không cửa. Thành ra là cái những cái nàng cái những cái mà cái nguy hiểm của cản dục đó thì Đức Phật ngài đã nêu ra rồi. Sau đó đó là nếu như mà người ta tranh giành nhau, người ta giết để giết nhau bằng các loại vũ khí. Về nói về chuyện các loại vũ khí đó thì ở bên Delhi đó, bên Delhi là có một cái đền Amsterdam. Cái đền đó đó mới xây năm 2001 thôi. Mà quý vị biết là nếu như không biết trong số quý vị Phật tử ở đây mà ai từng đi qua Ấn Độ mà có ghé Delhi, ở Delhi đó thì có thường thường mà khi hồi đó mà liệu pháp còn ở bên Delhi đó, thì khi mà Phật tử mà qua đó, ai mà tới Delhi thì mình có tổ chức cho họ một cái gọi là Delhi tour, một cái tour đi tới những cái điểm đáng đến ở trong thành phố Delhi. Thì ở đó là thường đến ở thành phố Delhi mà về Phật giáo của mình á thì chỉ có 2 điểm, có thể nói là chỉ có 2 điểm thôi. Đó là cái nơi mà Đức Phật ngài thuyết bài kinh Tứ Niệm Xứ. Cái xứ ngày xưa gọi là xứ Kuru đó, thì bây giờ đó nó là cái vùng ở phía ở ngoài ô của thành phố. Và một cái điểm thứ hai nữa đó thì đó là một cái ngôi chùa, cái chùa Asoka. Nhưng mà thật ra thì cũng 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 có ít người tới cái chùa này, bởi vì thật ra khi mình tới thì cũng thấy cái ngôi chùa vậy thôi, chứ tăng cũng chỉ có một vị hoặc thậm chí không có vị nào nữa. Nhưng mà ngoài ra đó thì có những cái điểm khác mà mình có thể tới thăm, như là cái đền Lotus Temple. Cái đền này là họ làm cái hình hoa sen, mà xung quanh cái hoa sen, cái đền hoa sen này đó thì nó có 9 cái hồ nước rất là trong xanh. Đó là đền của đạo đạo Bà Hai. Đạo Bà Hai này đó, mỗi lần họ tới đâu họ xây một cái ngôi đền rất là đẹp. Và đặc biệt bên trong cái chánh điện, giống cái mình có thể gọi là cái chánh điện á, nhưng mà họ là như một cái đền thờ của họ đó, thì bên trong không hề có tường, không hề có ảnh hay là không hề có thờ gì cả, mà họ chỉ làm những cái dãy ghế giống như là nhà thờ của Thiên Chúa giáo đó, để họ trang hỷ tỷ 2 cái bình hoa thật là trang nghiêm rất là đẹp. Và họ yêu cầu
ai tất cả mọi người vào đó thì im lặng, để tắt điện thoại và vào ngồi yên lặng tâm thôi. Một cái cấu trúc rất là đẹp ở Delhi. Và một cái cấu trúc khác đó là đền thờ của Thánh Gandhi. Quý vị biết ở Ấn Độ mới có một điều mình rất là quý ở người dân Ấn Độ đó. Đó là xung cái khu mà dân cư thì rất là đông đúc, rất là chen chúc, rất là chật chội, những cái khu dân cư mà đặc biệt là cái khu phố mình hay kêu là thành phố New Delhi, tức là Tân Delhi, nhưng mà có một cái thành phố này là Old Delhi, là Delhi cũ đó. Thì hồi đó là sư cô mà ở là bên chỗ trường đại học á, thì trường đại học của mình á, là nó nằm khu vực là Old Delhi, là Delhi cũ. Thì nhà dân ở bên đó thì nó khá là chật chội và nó nhỏ thôi. Nhưng mà ngược lại những cái khu di tích lịch sử thì rất là rộng, là vài hecta. Người ta trồng cỏ rất là xanh, người ta giữ gìn vệ sinh rất là tốt. Một cái khu vực như là đền thờ Thánh Gandhi đó, đi vô chỉ có một cái khu mộ khoảng mỗi bề hai, một bề khoảng 3 thước 4 thước gì đó thôi, và trên đó để một cái ngọn lửa bất diệt và một cái tấm bảng bằng đá là ghi đây là nơi yên nghỉ của Thánh Gandhi thôi. Thì rất là vô cùng đơn giản nhưng mà vô cùng trang nghiêm. Nhưng mà có một chỗ mà sư cô đang muốn nói tới chỗ này đó, đó là đền Ashadam, một cái tòa kiến trúc bằng đá mà đá đỏ có, đá trắng có. Họ xây dựng trong vòng 5 năm bởi 70.000 người thợ thủ công khắp đất nước Ấn Độ. Người ta nói rằng nếu công trình này, bởi vì công trình này bằng đá mà ta tràm trổ điêu khắc vô cùng tinh xảo, vô cùng đẹp. Nếu từ dưới đất, từ những cái cột mà lên tới trên trần trần nhà đó, trần nhà mà người ta cũng 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 là thiết kế đó, nhiều lớp hoa văn. Mà mỗi cái trần trần nhà là mình không có thấy trần nhà mà mình thấy đó là kiến trúc mà nghệ thuật mà điêu khắc bằng đá đó, mà mỗi cái trần á là nó có một cái kiểu thiết kế khác nhau, phải nói rằng là vô cùng đẹp. Nhưng mà tiếc cái là vô đó họ không cho chụp hình, đi vô một cái là họ bắt thâu lại thôi. Và họ có nhiều khu để mình tham quan, mà đặc biệt có một cái khu đó gọi là di tích trưng bày 10.000 năm lịch sử văn hóa Ấn Độ. Đi từ cái thời mà trước Đức Phật luôn, những cái thời mà người ta sống hoang sơ, rồi sau đó người ta bắt đầu mới thờ thần cây, rồi thờ thần mặt trời, rồi thờ nước, rồi sau đó rồi mới đặt tôn giáo ra đời, rồi đến là đạo Phật ra đời, rồi đến sau này ra tới các cái tôn giáo khác, rồi người ta có những cái về đà, rồi sau này là có yoga gì đó. Mình ngồi trên một cái trong nhà, nhưng mà mình lên ngồi trong một chiếc thuyền con công bằng gỗ. Và khi mình lên ngồi trên thuyền thì đi trên một cái kính người ta đào sẵn đó, mà trên đó người ta đã thâu âm sẵn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hindi, là tiếng Ấn Độ, cho mình từ chọn đó. Thì quý vị biết là mình họ đi ngang những cái công trình như vậy và đi tới cuối cùng đó, thì có một cái nơi là người ta trưng bày một cái giai đoạn phát triển của con người đó, mà từ đồ đá có tới đồ đồng, mà rồi có tới những cái đời thời sau, thì người ta mới mô mô tả đó là những cái vũ khí nó được nó thời bằng đồ đá thì người ta lấy đá người ta chọi nhau, rồi sau đó đã tới đồ đồng thì người ta lấy mũi tên người ta đâm nhau, rồi tới lấy kiếm đâm nhau, rồi đến là bắt đầu là lấy súng vân vân, rồi đấy chất hóa học đó. Thì mình mới thấy khi mà đi qua này cái khúc đó đó, mình mới thấy rằng là thời đại thì thay đổi, văn minh tăng tiến, nhưng mà cái tâm tham sân si của con người thì nó vẫn cứ vậy. Cho nên với cái thời đại nào thì người ta dùng cái vũ khí tương tự, vũ khí người ta có được để người ta dùng. Quý vị thấy đó, cái thời ngày xưa thì người ta lấy đá, lấy mũi tên, còn bây giờ là người ta thậm chí bây giờ người ta dùng vũ khí sinh học. Ngày xưa là người ta cầm đa kiếm, người ta cầm dao đâm mình á, thì mình còn biết là ai đâm, là còn có chuẩn bị. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy hồi trước mà thả bom là mình cũng đã, người ta đi máy bay trên trời người ta thả bom xuống là mình cũng chịu thua rồi, nhưng ít nhất mình thấy ai thả bom. Còn bây giờ mà tới cái thời mà vũ khí sinh học thì ta chịu thua rồi đó. Bây giờ cái thời mà virus, những cái con virus corona bây giờ đó, COVID bây giờ đó, thì chỉ cần có một cái người nào mà họ họ cầm một cái túi vũ khí, một cái túi virus đó, một cái bình virus đó, nó đi tới cái nước nào, nó làm khách du lịch, nó tới nó thả ra, thì nguyên cái thành phố
nhiệm thôi, mà không ai biết hết, bởi vì nó vô hình, nó rất là nhỏ, mình không có thấy được, mắt thường không có thấy được. Nhưng mà đó là một cái loại vũ khí rất là thâm độc. Cho nên khi mà con người họ có cái tâm tham sân si, họ muốn chiếm đoạt tài sản của người này, của người khác, của một dân tộc khác, của một nước khác, thì người ta đủ dùng mọi hình thức để người ta chiếm đoạt lẫn nhau. Mà thật ra đó thì họ cứ nghĩ rằng là họ đi hại người khác, nhưng mà chính cái bản thân họ cũng bị hại thôi. Cái người mà làm ra virus đó đó, giả sử có một con người, một thế lực nào làm ra thì bản thân họ cũng bị. Thì và giả sử như mà có cái cách nào đó mà họ phòng ngừa họ không bị, thì những cái kết quả, cái nghiệp này mà họ đã tạo thì tương lai họ cũng sẽ nhận lấy cái quả đau khổ. Cho nên mình thấy rằng là khi mà bị cái tham dục chi phối, người ta tranh giành, người ta đấu đá, người ta chiết lẫn nhau để người ta đạt được. Cho nên đó là cái sự nguy hiểm. Mà quý vị thấy là cái gì mà càng đẹp càng hấp dẫn thì nó đâu có nhiều. Người ta được cái gì mà quý thì nó hiếm. Người ta cái gì quý thì hiếm rồi. Cái gì mà không quý thì nó đầy ra, rác thì nó đầy ra, không ai thèm lượm. Nhưng mà kim cương thì nó rất là hiếm. Vì vậy cho nên cái gì mà càng quý thì nó càng hiếm. Mà càng hiếm thì người ta lại càng tranh giành để đoạt được. Và cái tranh giành để đoạt được cũng đau khổ, mà đoạt được rồi thì sợ mất cũng đau khổ, mà đoạt được rồi mà để mà bị sau này là bị cái kết quả là phải sân, phải trả cái quả đó, là bị đánh đập, bị hành hạ, hoặc là bị sân vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vào cảnh khổ đó, thì đó là mình thấy cái sự nguy hiểm chắc nhất. Mà con người ta chỉ thấy cái vị ngọt thôi, tức là người ta nghĩ rằng là mình phải đi chiếm dân, mình phải đi chiếm đất, mình phải đi chiếm những cái mà mình có được, nghĩ rằng khi họ có được cái đó họ sẽ có hạnh phúc. Cái đó là cái sai lầm ở cái chỗ á, người ta nghĩ rằng ta đạt được những cái đó người ta mới có hạnh phúc, cho nên người ta cố gắng đạt cho được. Mà không không có thấy rằng hạnh phúc nó không phải nằm ở cái vật ở bên ngoài, mà hạnh phúc nó nằm ở trong cái tâm của mình á, nằm trong cái thái độ sống á. Hiếm quá. Thật ra cái cuộc đời này mà người ta chỉ cần nhận ra được như vậy thì đã biết đỡ biết bao nhiêu chuyện tranh ha. Đức Phật thì ngài cũng như nhiều bậc vị nhân khác cũng chỉ cho mình thấy rằng là hạnh phúc là ngay tại nơi cái chân của mình, ngay tại trong cái tâm của mình thôi. Cùng cái hoàn cảnh như vậy, quý vị thấy không? Cũng một cái hoàn cảnh sống như vậy thôi. Nhưng mà cái người biết sống thì người ta hạnh phúc, mà người không biết sống thì đau khổ. Như ở cùng trong một ngôi chùa thôi. Quý vị thấy cùng trong một ngôi chùa, cùng có một cái nếp sống như nhau, 4 giờ sáng thức dậy rồi tụng kinh, ngồi thiền, rồi đi quét, đi dọn, rồi vô học, rồi đi rồi là rồi đi ngồi, rồi đi là làm các cái công việc lao tác, rồi nghỉ ngơi, rồi đọc sách ha. Không có nói, không nói chuyện này, không đi ra ngoài, không qua tivi, không giao tiếp ha. Thì với một số người thì họ thấy rằng cái đời sống đó quá an lạc, quá bình an, không có lăng xăng, không có rộn ràng giờ nào thì việc đó. Và một ngày ăn ở với các chùa Năm Tông á, thì một ngày chỉ có ăn một buổi hoặc hai buổi thôi, và người ta cho cái gì ăn cái đó, cứ tới giờ ngay đánh kẹt đi vào thì nhà bếp dọn ra cái gì thì mình dùng cái đó. Đời sống là vô cùng là nhẹ nhàng, không cần biết trước hôm nay mình sẽ ăn món gì, và áo quần thì chỉ có hai ba bộ đó thôi, cùng một màu, cùng một kiểu đó thôi, không cần phải suy nghĩ hôm nay mặc bộ đồ gì. Thế quý vị thấy quý vị càng có nhiều sự chọn lựa thì quý vị càng cảm thấy mệt đó. Những người mà họ mà ở bên ngoài đó, hôm nay ăn món gì á, là họ phải đi lên trên mạng, họ sờ xem nhà hàng nào bán món gì, rồi vô trong nhà hàng thì có cả trăm món cho mình chọn, việc chọn món gì. Rồi áo quần thì cả vài chục bộ, cả có trăm bộ như vậy, mỗi hôm mỗi ngày đi ra phải chọn cái tự mình mặc đồ gì. Vừa rồi có người Phật tử ở Vũng Tàu họ lên họ thăm sư cô, họ nói là nhiều khi con đi vô cái phòng mà con thấy cả trăm bộ đồ vậy đó, mà con nghĩ mà để mà tính hôm nay mặc cái đồ gì mà còn thấy mệt nữa đó. Thành ra quý vị thấy rằng là bởi vì mặc sao cho nó đẹp, cho nó là cho nó bắt mắt với người khác, cảm thấy mình nổi bật đó. Và cái đó không bao giờ dừng lại cả, là làm những người ta cảm thấy phải bị nô lệ vào nó. Bây giờ bộ đồ này mà mặc hai ba lần rồi là thấy nó cũ kỹ rồi, nó lạc hậu rồi, là phải lại tốn tiền, lại phải tốn tiền. Trong khi với cái người tu chỉ có một màu áo, một kiểu áo đó thôi, chỉ cần hai hoặc ba bộ thôi.
Thậm chí ở bên Ấn Độ đó, hồi đó mà các sư cô đi học á, mà có mấy đứa sinh viên Ấn Độ đó, nó tưởng mà là các sư cô này nghèo quá, được cái bộ đồ có mặc khoai à. Nó cho thấy cái cô đó tồi ghê, có một bộ đồ có mặc khoai à. Bởi vì có những cô đó họ mặc màu lam hay màu nâu, hôm nay còn màu lam hôm khác còn màu nâu ha. Còn mà mấy mấy vì mặc y màu vàng là họ nói sao bộ đồ vì đồ một bộ đó một màu đó cứ mặc khoai à. Họ thì bên ngoài thì họ họ lại cảm thấy mình tội nghiệp. Thậm chí ở trong chùa cũng vậy đó, có một số người đó thì họ lại cảm thấy cái đời sống này nó nhàm chán quá, nó buồn quá à, nó tù túng quá. Khi nếu như một cái tâm của họ mà muốn có một cái sự giao tiếp, muốn gặp người này, muốn nói chuyện với người kia, muốn được ăn ngon, muốn được mặc đẹp, muốn có nhiều cái sự thay đổi, thì họ sẽ thấy rằng đời sống ở nhà chùa nó không hạnh phúc. Cho nên quý vị thấy không, cùng một lối sống thôi, cùng một cái cách sống, cũng thức ăn như nhau, cũng cách sinh hoạt như nhau à, nhưng mà có một số người thì họ ngay đó là hạnh phúc, ngay đó là niết bàn, ngay đó là thiên đường rồi đó. Nhưng mà có một số người họ thấy họ cứ ngỏ một cái đặc đó của à. Đi tìm chỗ này không bằng lòng đi tìm chỗ khác, cứ đi tìm chỗ khác nữa. Cho nên cái chỗ đó cũng là một cái sự nguy hiểm, cái sự mệt mỏi cho những người mà không cứ muốn luôn đi tìm cầu ha. Bây giờ mình qua tới cái đoạn thứ ba, sau khi mình thấy rõ cả vị ngọt và cả sự nguy hiểm của các dục, bây giờ đến đoạn thứ ba là sự xuất ly các dục. Sự xuất ly các dục tiếng Pali là kama năng, nisara năng. Này các tỳ kheo, thế nào là sự xuất ly các dục? Này các tỳ kheo, đây là sự điều phục dục tham đối với các dục, sự đoàn trừ dục tham, như vậy là sự xuất ly các dục. Này các tỳ kheo, những sa môn bà la môn nào như thật tuệ trí vì ngọt các dục là vì ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ như thật tuệ trí các dục của họ. Họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tề trí các dục, sự kiện như vậy có thể xảy ra. Thì đây là cái đoạn mà nói về cái sự xuất ly các dục à. Thì ở đây đó, trước khi mình nói tới sự xuất ly đó ha, thì mình thấy đó, nếu như mà không không có thấy rõ sự nguy hiểm, thì vị tỳ khưu sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, sau khi nghe âm thanh bằng tai, sau khi ngửi bằng mũi, sau khi nếm bằng vị bằng lưỡi, sau khi chạm xúc cảnh bằng thân, hay là sau khi nhận thức pháp bằng ý, các pháp ác bất thiện nào mà nương vào đối tượng có thể trói buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy sống ở bên trong vị ấy, sống cùng với vị ấy, các pháp được nhận thức bởi ý là đáng mong, đáng yêu, đáng mến, đáng quý, liên hệ đến dục, gợi tình. Nếu vị tỳ khưu thích thú điều ấy, tán thưởng, bám rẫy, thầy lấy rồi tồn tại. Thì vì cho nên Đức Phật Ngài mới nói một cái câu rằng á, bị dính mắc ở trong cái thân xác này, bị che đậy bởi nhiều cái ô nhiễm trong khi tồn tại. Con người bị đắm chìm trong sự say mê ngũ dục. Người thuộc hàng như thế ấy quả thật cách xa sự viễn ly. Bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ gì mà dứt bỏ. À, khi trước khi mình nói tới cái sự xuất ly đó, thì mình cũng nói một điều đó, phải nói rằng là ngay chính Đức Phật Ngài nói rằng, Ngài cũng nói là các dục ở thế gian thật không dễ gì mà dứt bỏ được đâu. À, khó lắm. À, mình thấy rằng là bây giờ mình nói về cái chuyện mà khó dứt bỏ, khó dứt bỏ của dục lạc á. Khi ở nhà, quý vị thấy mình ở nhà đó, à, quý vị là khi mình có con, thì quý vị cứ nghĩ rằng á, thôi thì bây giờ mình có con thì mình lo cho nó, cho con, và cũng rất là thương con, cho nên nghĩ rằng khi nào mà con mình nó lớn rồi đó, thì thôi khi đó mình tu tập. Nhưng mà quý vị thấy khi con nó lớn rồi, nó lập gia đình, nó có cháu, thì khi đó bắt đầu quý vị quá dính mắc về cháu, mà đặc biệt cái đứa cháu nó càng dễ thương, thì quý vị là càng bị dính vào nó nữa ha. Nhà những bà nội bà ngoại mà thấy cái đứa cháu mà
hai ba tuổi mà nó cứ bi bô, nó nói chuyện mà cặp mắt tròn xoe, rồi nó tới nó đeo, nó quấn bà nội bà ngoại mà nó thương, nó hung, nó hít như vậy đó. Thì thôi, bà nội bà ngoại là không thể nào mà bỏ được luôn, mà rơi được cái đứa cháu đó. Thì đó là một cái sợi dây ràng buộc nữa. Cho nên quý vị nhớ là khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đó, mà ngài ngài đang đang đi 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 dạo ở ngoài ngoài vườn đó, thì có một cái người gia nhân đến mà báo tin cho ngài biết rằng là con trai của ngài vừa mới ra đời. Thì ngài chỉ cần mới nghe cái tin con trai ra đời thôi, thì trong lòng của ngài đó nó khởi lên một cái tình thương rất là kỳ âu. Đứa con mỏng nhỏ nhoi mà của mình là lâu nay là coi như mấy tháng nó đã trong bụng mẹ, hôm nay nó ra đời, mình thật sự đã làm cha. Thì ngay tại cái đó là ngài cảm nhận một cái tình thương, và ngay tại đó ngài cảm nhận cái sự trói buộc liền, và ngài thốt lên là Rahula. Rahula có nghĩa là gì? Ôi sự trói buộc. Chữ Rahula có nghĩa là sự trói buộc. Và ngay khi mà ngài nhận cảm nhận được cái tình thương cha con khởi lên cho ngài, thì ngài khởi ngay thốt lên ô Rahula, ôi sự ràng buộc. Thì cái người tỳ nữ mà đi báo tin đó đó là nghe ngài kêu ra ô Rahula, là ngài đã tưởng á, là ngài đặt tên cho được cậu con trai là Rahula. Ô vậy là phải tự ra được đặt tên là Rahula. À, cho thật sự ra cái nghĩa của chữ Rahula là Đức Phật, khi đó là Thái tử đó. Ngài thốt lên cái câu đó khi ngài nhận ra rằng là mình đã có một đứa con. Và ngay khi đó ngài đã nhận ra rằng đây là một cái sự ràng buộc rất là lớn. Thì người cư sĩ cũng có cái sự ràng buộc, mà bây giờ mình ra, những người xuất gia đó ra khỏi cái ngôi nhà thế tục rồi, vào xuất gia rồi đó, mà nếu như mà mình không khéo tu đó thì mình lại bị ràng buộc bởi thứ khác. Quý vị thấy ha, mình cũng bị ràng buộc bởi thứ khác. Mình bị ràng buộc chùa chiền, bởi chùa chiền, bởi đệ tử này, à, rồi bởi công việc của giáo hội này, rồi bởi rất là nhiều cái công việc khác. Mà nếu như cũng mà cũng ở đây cũng có hai cái nữa, tức là cũng có chùa chiền, cũng có đệ tử, cũng có công việc, nhưng mà làm với tâm dính mắc hay làm với tâm không dính mắc, ở đây nó cũng là cái thái độ sống. Cho nên ở đây mình nói tiếp đó, là sự xuất ly cạc dục ở đây đó, không có nghĩa rằng vì mình thấy nó ràng buộc quá mà mình phải chặt đứt ra, là chặt đứt mà bằng theo nghĩa vật lý thôi. Bởi vì á, nếu như mình nói chặt đứt theo nghĩa vật lý đó, thì hầu như trên đời này đó, bây giờ mình nói thôi, bây giờ tu thì phải vào rừng tu thôi. Bởi vì khi vào rừng mình tu như vậy đó, thì mình không còn bị ràng buộc bởi gia đình, bởi thế gia, bởi xã hội này kia. Nhưng mà ở đây đó, mình nói rằng đi vào rừng đi nữa thì có người nào sống mà không cần xã hội đâu. À, cũng cần phải có y, có áo, cũng cần phải có cơm nước, cũng cần phải có những cái nhu yếu phẩm. À, mà cho nên và tùy theo thời đại nữa, à, thời đại ngày xưa, ngay cả thời Đức Phật đó, cũng không phải ai cũng đều rơi vào rừng tu cả. À, bởi vì cả hàng 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 ngàn hàng chục ngàn chư tăng mà cứ đi vào rừng cả thì cũng rất là khó, đời sống cũng không phải dễ để mà tồn tại. Hơn nữa đó, sống là sống cùng, sống với, và mình sống á, là Đức Phật cũng đặt ra cái mối quan hệ giữa cái người xuất gia và người tại gia. Người xuất gia sống là vừa thuộc phụ thuộc vào cái vấn đề cúng dường vật chất tử sự của người đang na tịnh thí. Ngược lại, người đưa đang na tịnh thí cũng quy y tam bảo, đặc biệt là quy y tăng bảo, nương tựa vào chư tăng, à, để mà có được sự hướng dẫn, à, vừa thấy đó là một cái ruộng phước để cho mình tạo phước cúng dường, để mà mình nâng đỡ đời sống mình, mà một mặt cũng nương theo để học hỏi. Thì thời Đức Phật cũng như thời bây giờ thì chư tăng dù là người xuất gia đó thì vẫn phải sống ở trong cùng xã hội, và vẫn có rất là nhiều những cái trách nhiệm và những cái ràng buộc, trách nhiệm giữa thầy về trò, trách nhiệm giữa trò về thầy, trách nhiệm giữa một bậc xuất gia với là những người tại gia, rồi trách nhiệm với giáo hội, trách nhiệm với xã hội. À, quý vị thấy là những người xuất gia đó vẫn có trách nhiệm về xã hội, à, theo một cái theo những cái cách thức riêng của mỗi người. Ví dụ như đó, mình thấy xã hội bây giờ đó là thanh thiếu niên họ rất là bị lạc lối. Họ họ sống trong một cái xã hội mà vật lấy vật chất là làm căn bản, cho rằng vật chất là cái thứ quan trọng đó. Cho nên quý vị thấy bây giờ các em bây giờ đó, nó chỉ
hướng làm sao để nó có được sự nghiệp, tiền tài, danh vọng thôi. Cho nên họ sống quá chú trọng về mặt vật chất, và đôi lúc họ không biết cái lý tưởng sống, không biết cách sống. Cho nên khi mà họ chạy theo vật chất, mà đến lúc họ rất là mệt mỏi. Mệt mỏi và thậm chí rồi không có thời giờ để ăn, không có thời giờ để nghỉ, không có thời giờ để mà có được cái sự thảnh thơi, thư giãn. Họ quay cuồng ở trong cái công việc, bởi vì khi mà đã chọn có một cái công việc để kiếm tiền đó, quý vị thấy rằng không phải dễ để mà kiếm được đồng tiền. 8 ngày làm việc ở công sở, rồi có khi phải đem việc về nhà làm. Cho nên là họ bị cái áp lực rất là lớn. Vì vậy cho nên là rất nhiều cái trường hợp mà bây giờ là người ta bị trầm cảm, rồi là người ta đi đến là tự tử rất là nhiều. Rồi trẻ em là nó nghiện game, rồi là nó bị nghiện hút, nó bị nghiện đủ thứ. Mà nhà trường đôi lúc là bất lực. Thì bây giờ đó là nhà chùa là tiếp tay cho nhà trường, tiếp sức cho nhà trường. Thì bây giờ bằng cách tổ chức những cái khóa tu, là những khóa tu mùa hè, những cái khóa tu xuất gia giao duyên chẳng hạn. Thì đó là những cái cách mà nhà chùa có thể giúp cho xã hội trong việc giáo dục cái thế hệ trẻ đó. Như vừa rồi mà sư cô đi ra ngoài chùa Huyền Không, sân người Huyền Không đó, mà hướng dẫn cho cái khóa xuất gia giao duyên đó, thì cuối khóa đó, cái đêm ngày mai lại là một cái kết thúc, thì cái đêm mà tri ân đó đó, thì cũng có nhiều người họ cũng họ nói rằng là những cái ngày này họ học được rất là nhiều điều, chỉ có 10 ngày thôi mà học được rất là nhiều điều. Mà phải nói rằng là nếu như quý vị sau này ai có thời giờ cũng nên đi, bởi vì quý vị biết là một ngày mà từ 4 giờ sáng mà cho tới 10 giờ tối đó là cái thời khóa biểu á, là nó gần như là rất là sát sao. Thậm chí đó có một người đó họ đã bỏ về, họ bỏ về, họ nói rằng đó là con sống ở ngoài đời á, là con đã bị áp lực về thời gian, con luôn luôn á, là phải chạy đua với thời gian, với công việc. Con tưởng rằng là con đi vào chùa thì con sẽ sống cái đời sống thảnh thơi, mà con không giờ không nghe vào đây là con cũng bị ý như vậy, cũng giờ nào việc đó đó phải làm có nhanh mới kịp, không nhanh thì không kịp, cho nên là con áp lực quá, con xin về. Thì cô đó cô đi về, thì trong khi cùng cùng cái chế độ sống như vậy, nhưng mà những người khác đó, thì họ lại cảm thấy rất là tốt. Thì cuối buổi có một cái cô khác đó, cô đó là cô giáo, thì cô lại nói rằng là con rất tiếc cho cái bạn mà bỏ về đó, bởi vì nếu như chỉ cần bạn mà hiểu được cái ý nghĩa của cái việc vì sao mà chùa đặt ra một cái thời khóa như vậy, thì mà bạn ở được cho tới cuối khóa thì bạn sẽ có cái ý nghĩa khác hơn. Bởi vì sao? Bởi vì ở ngoài đời là vội vàng, cả hấp tấp đi để làm kiếm tiền, để làm những cái công việc mà đôi lúc mình cảm thấy mình không thích và cảm thấy không có ý nghĩa gì, không có lợi ích gì cả, để kiếm đồng tiền mà thôi. Còn ở trong chùa, trong một cái khóa tu đó mà ban tổ chức người ta đặt ra những cái khóa, những cái thời khóa mà nó sát với nhau như vậy đó, là để làm gì? Để người mình biết sử dụng thời gian một cách hiệu quả nhất. Quý vị biết là một buổi sáng á, là tụng kinh ngồi thiền xong là trà đàm xong rồi là chư tăng đã đi khất thực xong là về ăn sáng, quét dọn xong rồi có một thời học buổi sáng, buổi chiều hai thời hai lớp học, buổi tối thêm một lớp học nữa. Như vậy là một ngày á là có 4 lớp học và một buổi thời tra đàm và 2 thời ngồi thiền. Thì đối với họ như vậy là quá nhiều. Nhưng mà thật sự với những người mà họ ham thích cái chuyện học đó, thì họ thấy rằng là 10 ngày thôi mà học được rất nhiều, nhiều vị giảng sư tự dạy, và không những học học về Phật Pháp mà học về cách sống, học về học thực hành trong việc đi bát, thực hành trong việc quét dọn, thực hành trong việc làm ngoài công việc đó, mà cũng làm, thời gian cũng có hạn chế thời gian, nhưng mà khi làm với cái sự nhiệt nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm thì nó khác với cái chuyện làm hấp tấp cho nó xong, cho nó kịp. Thành ra đó, cùng một cái lối sống như vậy nhưng mà người ta hiểu được ý nghĩa hay không. Thì cô đang nói cái chuyện như thế này, tức là ở cùng á, mình có nghĩ rằng ở ở trong trong ngoài ở nhà là mình bị ràng buộc với vợ chồng con cái rồi anh em bạn bè, mình cứ nghĩ rằng mình vào chùa là mình sẽ bỏ hết tất cả những cái đó. Không phải đâu quý vị, vào chùa thì mình lại có những mối quan hệ khác.
quan hệ thầy trò, quan hệ giữa người tại xuất gia và người tại gia, quan hệ với giáo hội với xã hội vẫn có mối quan hệ, nhưng mà bây giờ là hình thức nó khác đi hơn, là bởi vì cái quan hệ mà ở chùa đó thì nó bớt đi cái ngã và ngã sở, nó bớt đi những cái ràng buộc, nó có một phần nào đó là trách nhiệm thôi. Ví dụ như thầy vẫn có nhắc trách nhiệm đối với trò, trò vẫn có trách nhiệm đối với thầy, nhưng mà trách nhiệm ở đây là cái sự làm ích lợi cho nhau, sát tận lẫn nhau, chứ không còn có cái sự ràng buộc như là khi là cha mẹ hay vợ chồng hay con cái, thì cái sự ràng buộc nó rất là lớn. Không những là bởi vì trách nhiệm thôi, mà vì cái tình cảm, về cái sự sở hữu, sự chiếm hữu, cho nên làm cho người ta luôn luôn bị ràng buộc, và cái dục đó nó sai khiến, nó sai sự, khiến cho người ta khi mà yêu rồi đó là chiếm hữu, mà chiếm hữu không được thì hận, hận rồi là sinh ra là hủy diệt đối tượng. Quý vị thấy bao nhiêu cái vụ mà tạt axit rồi đó, là rạch mặt hay là đâm chém mà vì ghen tuông đó, thì quý vị thấy rất là nguy hiểm. Thì vì những cái mối, quan hệ ở ngoài xã hội nó ở trong thể tục á, nó căn cứ ở trên tham sân và si, cho nên á, nó họ làm cho nhau đau khổ. Thì khi vào chùa thì chúng ta vẫn còn phải có những cái mối quan hệ đó, tuy nhiên những mối quan hệ này nó không còn cái ngã và ngã sở nữa, giữa thầy và trò đó thì có duyên thì tới ở chung với nhau thì làm thầy trò, mà nếu hết duyên người trò này muốn ra đi thì cứ ra đi bất cứ người giờ nào. Bởi vì biết thế là đi tu á, xin vào thì dễ, xin vào thì khó, cho ra thì rất là dễ. Một ví dụ như bên 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 đi viện, hiện giờ ở đi viện viên không đó, một người mà muốn vào xuất gia đó, nó qua những cái giai đoạn á, đầu tiên mà muốn xin tu thì sư cô sẽ nói là vài làm công quả 3 tháng trước, 3 hoặc 4 tháng cái đó, từ 3 tới 6 tháng làm công quả. Làm công quả là gì? Tức là mình chỉ vào chùa với tư cách là một người cư sĩ, và mình xin ở để mà mình làm tất cả những cái việc gì công ích. Và ở chùa đấy thì làm công quả, tuy nói làm công quả nhưng mà tất cả mọi tư, mọi sinh hoạt cũng như là cái quyền lợi là y như các sư cô thôi. Tức là các sư cô làm việc gì thì mình cũng làm việc đó, các sư cô ăn cơm giờ nào, ăn món gì thì mình cũng ăn giờ đó, mình ăn món đó y như vậy. Quyền lợi như nhau, công việc như nhau. Thì trong vòng từ 3 tới 6 tháng để người, để có hai bên cùng theo dõi, để xem thử bên bên cái bản thân người đó cũng xem thử là mình có thích hợp với đời sống xuất gia không, và mình có thích hợp với cái ngôi chùa này không. Rồi khi mà họ thấy không, họ thấy thích hợp thì họ xin nhập chúng, mà người là không thích hợp thì xin ra đi, thì nhẹ nhàng ra đi, không có, cái vấn đề gì hết á. Bên cạnh đó nhà chùa cũng xem xét cái người đó, xem họ là có thật tâm tu không, họ có siêng năng tinh tấn không, họ có dễ dạy không. Chứ có nhiều người là bởi vì chán đời chán nhà lên tu thôi, chứ còn thật sự là không có cái nhiệt tâm, không có cái ý hướng là xuất gia, cho nên vào chùa rồi mà vẫn cứ là điện thoại nói chuyện, rồi là những cái thói quen, tật xấu như thế nào vẫn giữ như vậy. Và không, những người các cô mà theo dõi thấy người này không có cái thành ý xuất gia thì sẽ không có chấp nhận người đó vào chúng, chứ không phải ai mà vào thì cũng được chấp nhận đâu. Cho nên hai bên cùng theo dõi, hai bên cùng xem xét, mà khi cả hai bên cùng đều là thấy được thì khi đó mới mới được là được xuống tóc và thọ giới tám giới làm tu nữ. Rồi cái thời gian mà thọ tám giới làm giới tử đó đó, giới tử mà làm tu nữ thọ tám giới đó là từ 1 năm tới 2 năm. Rồi khi mà học kinh này, rồi học luật này, học học giới pháp, rồi học oai nghi tế hành, vẫn học Phật, những cái cách tu tập á, trong vòng từ 1 tới 2 năm khéo trí đó mà được thọ sa di ni. Rồi khi đó chính thức được đắp y mân bạt ha. Rồi từ sa di ni rồi sau đó đó 2 năm đó cũng được gọi là thức so mana, từ 2 năm tới 3 năm thì khi đó mình được thọ tỳ kheo ni. Như vậy là có 4 giai đoạn ha. Công quả. Công quả rồi mới qua là giới tử, rồi mới qua là sa di ni, rồi mới đến tỳ kheo ni. Thì từ khi một người mà từ khi đi tu mà cho đến khi được thọ giới tỳ kheo ni đó là cũng phải là 5 năm, 5 năm tới 7 năm. Thì không phải vô cả là tu được liền đâu, nó cũng rất là khó khăn ha. Thì
Tuy nhiên á, nó không có cái sự đi vô tu thì khó như vậy đó, chứ muốn nghỉ tu giờ nào thì rất là dễ. Bây giờ cảm thấy không có thích hợp với đời sống tu hành nữa, không thích ở chùa nữa, cảm thấy nó tu túng quá mà không an lạc gì cả, thì chỉ cần là lên thưa với thầy xong rồi thầy đồng ý là tự động là nói là chỉ cần có cái câu thôi ha, à, con xin từ bỏ học giới, à, con xin từ bỏ cái giới mà con đã thọ. Ví dụ như sa di thì bảo từ bỏ cái giới sa di, tỳ kheo là từ bỏ giới tỳ kheo, và con xin xả bỏ cái y này. Chỉ cần nói hai câu đó thôi, không cần có, chỉ cần có người thầy chứng minh cho mình, vì người thầy là người truyền giới cho mình thì người thầy là chứng minh cho mình. Chỉ cần nói hai câu đó là xong, con xin từ bỏ cái giới con đã thọ và con xin từ bỏ cái y này, vậy là xong, ngay trong vài phút là xong. Và sau đó thì người thầy sẽ truyền cho vị đó tam quy và ngũ giới, trở thành một cái người cư sĩ. Mà trở thành người cư sĩ xong cũng ai coi thường gì cả, bởi vì mình vẫn thấy là chuyện rất là bình thường. Họ thấy người đời sống tu hành không thích hợp thì họ trở về nhà thôi. Mà nếu họ ở về nhà mà họ sống mà chỉ cần giữ năm giới cho trong sạch thôi cũng đã tốt rồi. À, ở đây á, à, ở xã hội Việt Nam mình á, nó có một cái đó là người ta sống mà vì cái thành kiến, cái định kiến hơi nhiều đó. Người ta nghĩ rằng đi tu là phải đi cho tròn, còn ai tu mà nửa chừng mà bỏ về đó thì người ta cho là cái người thất bại, người bỏ cuộc, người phạm giới, cho nên người ta rất là coi thường. Gia đình mà có một người con đi tu mà bỏ về thì rất là thất vọng, mà hàng xóm láng giềng xã hội mà thấy người đó đi tu mà bỏ về, người ta cho rằng người này là không, thôi coi như là không ra gì, tu mà còn tu cũng được nữa. Cho nên vì cái lý do đó mà có một số người đó họ tu họ thấy không an lạc, không tiến bộ, không hạnh phúc, nhưng mà họ không dám về. À, vì vì thế á, là họ đi tu lỡ rồi tu luôn, không dám về. Bởi vì đi về không biết làm gì thì người ta coi thường quá, khó mà hồi nhập lại với xã hội. À, cho nên khi mà Đức Pháp đi dạy ở học viện đó, mà dạy cho các tăng ni sinh, à, những vị tăng ni sinh bây giờ họ rất là trẻ, khoảng 20 mấy. Mình vào dạy học viện bây giờ là toàn lứa tuổi trung bình là khoảng 25, 20 tới tới 30. À, người nào lớn tuổi lắm mình lên vòng qua từ 30, 40, nói chung là từ 20, à, 2, 20, khoảng từ 20 tới 30 thôi. Rất là trẻ, rất là trong sáng, rất là hồn nhiên. Tuy nhiên á, vấn đề mà họ gặp phải bây giờ đó là hay gặp vấn đề về tình cảm. À, tình cảm, bởi vì á, bây giờ người ta vào mạng cũng nhiều, cái bàn Zalo rồi nói chuyện điện thoại đó. Mà tình cảm ấy, giữa tăng trẻ và ni trẻ nhiều khi là ban đầu chỉ là bạn học với nhau thôi, mượn sách mượn vở rồi trao đổi thôi, nhưng mà sau đó khi mà phát sinh tình cảm đó thì đôi lúc là họ rất là áy náy, rất là ăn năn, rất là bức xúc khó chịu. Chứ không phải đó, bởi vì thật sự ai đi tu cũng biết rằng cái chuyện đời sống phàm hạnh là cái điều căn bản trong giới luật, nhưng mà khi mà họ lỡ có cái tình cảm với nhau rồi thì họ cũng rất là đau khổ. Thì cái dục á, ở đây sư cô đang muốn nói tới cái dục đây, đi tu rồi đó nhưng mà cái ái dục nó vẫn còn bị sót lại đó. Thì những cái tình cảm mà ngay cả tình cảm giữa thầy với trò, tình cảm giữa bạn bè với nhau mà đôi lúc nó vẫn mang cái tính ngã sở và chiếm hữu, và nó bị xen vô với ái dục, vẫn có cái sự ưa thích, cái sự gần gũi, sự nói chuyện rồi thân thân ái rồi quan tâm rồi chăm sóc đó, và nó dễ dẫn tới cái tình cảm nam nữ. À, cho nên á, là sư cô hay khuyên các vị đó đó là nếu như mà mình muốn cho đời sống của mình mình muốn cho được bình an đó thì cần phải có giữ khoảng cách giữa tăng và ni. À, đó là lý do vì sao á, mà giáo hội bây giờ cũng quy định á, là chùa tăng tăng là phải ở chùa tăng, mà ni là phải ở chùa ni, phải tách ra cho cái tăng và ni không ở chung một chùa. À, bởi vì á, cái sự gần gũi giữa nam với nữ đó mà gần gũi quá thì rất là nguy hiểm. Quý vị biết trong kinh Tương Ưng có một cái bài kinh gọi là kinh mẹ và con, à, Mata Putta Sutang, Mata là mẹ, Putta là con trai. Thì cái bài kinh mẹ và con đó kể cái câu chuyện á, là ngay thời Đức Phật nha, mà người mẹ đi xuất gia, người con trai cũng đi xuất gia,
À, người mẹ là tỳ kheo ni và người con trai là vị tỳ kheo. Thì là vì là mẹ con cho nên là họ hay tới lui chăm sóc lẫn nhau. Và người khi mà đi vào trong rừng tu đó, vào rừng thì người con đi vào rừng ở một cái góc ở rừng, người mẹ cũng ở cái góc gần đó rồi tới lui để chăm sóc, rồi khi bệnh hoạn rồi cũng chăm sóc rồi lẫn nhau vậy đó. Đến nỗi mà thân quá thương quá đến mức mà cuối cùng đó là họ phạm giới với nhau luôn. Họ phạm giới dâm với nhau luôn. Mà đến cái câu chuyện đó mà nó tới tai Đức Phật, tới tai Tây Tạng Tăng là phải nói rằng là ai cũng rất là sửng sốt, vì không một cái chuyện mà nó giữa mẹ với con mà vẫn có thể xảy ra chuyện đó. Thì khi mà chuyện đó xảy ra thì Đức Phật ngài mới nói rằng là mẹ và con chỉ là khái niệm thôi, chứ thật sự ra là trên đời này là chỉ có là giọng giọng đực và giọng cãi và ái dục. Mà khi nó có ái dục rồi đó thì không, người ta không có khó mà vượt qua được cái sự cám dỗ của ái dục. Cho nên trong kinh kinh mà tăng tăng chi bộ kinh đó, mà cái phẩm một pháp đó, quý vị thấy ngay từ cái bài đầu tiên luôn, là Đức Phật ngài nói rằng là này các tỳ kheo, ta không thấy một cái sắc nào mà hấp dẫn người nam bằng cái sắc của người nữ, không có cái thanh nào mà hấp dẫn người nam bằng cái âm thanh của người nữ, không có cái mùi hương nào hấp dẫn người nam bằng hơi mùi hương của người nữ, vân vân. Cũng ngược lại cũng như vậy, không có cái sắc nào mà hấp dẫn người nữ bằng sắc của người nam, bằng thanh của người nam, bằng vị của người nam, vân vân. Để mà thấy rằng đó là cái sự hấp dẫn đó nó quá lớn, nếu như mà mình không có một cái sự khoảng cách cần thiết. Đó là lý do mà vì sao mà trong luật của một vị tỳ kheo á, Đức Phật ngài nói rằng một vị tỳ kheo không có được đụng tay vào một người khác giới. Và một người vị tỳ kheo thì phải đứng cách một người nữ á, ít nhất là một cánh tay, một hắc tha, tức là một cái cánh tay. Một cánh tay đó thì mình cho là khoảng 1 mét đi. Một cái cánh tay mình đưa ra đó khoảng 1 mét hoặc 1,2 mét. Để khỏi gì, để giữ an toàn khỏi có đụng nhau. Nếu như đã đứng cách cách khỏi tầm tay với đó thì làm sao đụng nhau, mà khi không đụng nhau thì cái ái dục nó khó có cơ hội sinh khởi, mà nó có sinh khởi đến nữa thì cũng khó có cơ hội để mà phạm giới. Cho nên quý vị thấy đó, khi mà ái dục mà người ta đã có cái tình thương, có cái sự mà luyến ái á, thì người ta là thích sự chiếm hữu, thích sự gần gũi. Mà đã thích như vậy rồi đó, mà càng gần thì người ta là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ví dụ như là mình thấy cái hình ảnh của cái viên cái cục nam châm và cái đính á, mình thấy rất là rõ. Cái cục nam châm nó có một cái tư trường nó rất là lớn, thì cái đính mà muốn được an toàn thì cái đính nó phải ở cách xa ra, nó ở phía ngoài cái tư trường, ngoài cái lực hấp dẫn của cục nam châm thì nó còn bình an. Chứ còn cái đinh mà đã lọt vào trong cái tư trường của nam châm rồi thì chỉ còn một hướng duy nhất là bị hút vào thôi. Cho nó khi đã lọt vào cái tư trường của nó, cái phạm vi của nó đã vượt ra khỏi cái phạm vi an toàn rồi thì chỉ còn bị hút thôi, không thể cưỡng lại được nữa. Cho nên á, giới luật mà đặt ra những cái giới luật là không có được đụng chạm, phải cách xa nhau như vậy đó, thì quý vị thấy là để giúp cho người ta không bị cái dục vọng nó chi phối để có tới những cái thân nghiệp bất thiện. Thì khi mà mình biết gìn giữ như vậy, gìn giữ như vậy rồi, ngay khi khi mà ngài Ananda có một lần hỏi Đức Phật đó là con nên có cái thái độ như thế nào đối với người nữ. Quý vị nhớ đó, vì ngài Ananda thì ngài rất là khả ái, ngài có cái tướng mạo rất là đoan đoan trang, rất là sáng sủa, rất là tư tư tốn, rất là mềm mỏng, mà ngài là thuộc là cái người là rất là hấp dẫn phái nữ. Cho nên cũng từng có cái trường hợp là có những cái cô thiếu nữ mà rất là thích ngài, đi theo ngài đó. Đặc biệt là có một cái cô mà đẳng cấp thấp á, có một lần mà cô đang đi, cô đó là cô thuộc giai cấp Thủ Đà La, là cái giai cấp hạ tiền đó, thì cô đang múc nước ở bên cái giếng nước. Thì hôm đó ngài Ananda là ngài đi khất thực, ngài đi ngang, ngài xin một miếng nước. Thì cô này cô mình nói già bạch ngài, con là dòng dòng đẳng cấp hạ tiền, con không thể cho ngài nước được. Thì ngài mình nói không, ta chỉ xin nước thôi, ta không có xin cái đẳng cấp của nàng. Và ngài nhận nước từ cái chỗ cô này và ngài dùng đó. Thì lần đầu tiên mà cô được thấy một cái người mà lịch sự như vậy, hòa ái như vậy, mà lại đẹp đẽ như vậy, cho nên cô đem lòng cô yêu ngài luôn. Cô tới nơi cô tìm ngài. Thì cho nên là ngài là cũng phải ngài cũng rất là bị chướng ngài với cái chuyện đó.
Cho nên có lần ngài hỏi Đức Phật là chúng con nên có cái thái độ như thế nào đối với người nữ. Thì Đức Phật ngài nói là nên tránh xa họ ra. Đầu tiên nên tránh xa họ ra đi. Quý vị thấy không? Ngay câu đầu tiên Đức Phật khuyên ngài Ananda là nên tránh xa họ ra. Bởi vì tránh xa là mình thấy giữ mình ra khỏi cái vòng, cái vòng bị thu hút của tư trường đó. À. Rồi ngài nói nhưng mà nếu như trường hợp mà con phải không tránh không được mà phải tiếp xúc thì sao? Thì ngài nói rằng đó thì hãy nhìn xuống đất, cái đừng có nhìn vào họ. À, đừng có nói chuyện với họ. À, mà ngài nói nhưng mà nếu giả sử như con phải nói chuyện với họ thì sao? Thì ngài nói rằng đó khi đó đó phải coi rằng nếu như người lớn tuổi hơn mình thì coi như mẹ mình, như chị mình. Nếu như nhỏ tuổi hơn thì coi họ như em gái mình, như con gái ruột của mình. Thì khi coi họ như là người mẹ ruột, chị ruột, em ruột và con ruột của mình thì không thể nào mà mình có cái tâm bất chính đối với họ được. À, quý vị thấy thì đó là một cái cách cho những cái người tu đó, người ta làm sao để mà vượt ra khỏi cái sự cám dỗ của cái dục vọng đó. Thì bà sư cô cũng có khuyên các vị tăng ni sinh trẻ nữa đó, là mình đã tìm mọi cách ha, mình đã tìm mọi cách để mà mình tránh xa, để mà mình không có nghĩ. Và một điều quan trọng nữa chứ, quý vị thấy rằng á, cái ái dục á, nó chi phối mình là bởi vì mình tư tưởng, mình suy nghĩ tới nó càng nhiều. À, mình cái mà mình thấy thôi à, thì nó đã hấp dẫn mình rồi. Nhưng mà thấy xong rồi mình về mình cứ suy nghĩ tới nó, mà mình càng suy nghĩ thì cái ái dục nó sẽ càng được nuôi lớn. Cho nên quý vị có nhớ cái câu chuyện mà của một cái vị, thầy mà đi qua đò đó. À, thì cô chèo đò có rất là đẹp, mà người ta nói rằng cô chèo đò là hiện thân của cô Tạc Quan Thế Âm, trong cái câu chuyện mà mình hay nghe ở trong một giai thoại ở trong nhà chùa đó. Là cái vị thầy đó là đi lên đò, đi qua sông, thì cô lại đò thì rất là đẹp. Cho nên thầy này, thầy ngồi, thầy nhìn, thầy bị thu hút bởi cái cô này, cho nên ngồi cứ nhìn cô hoài mà không có kiểm soát được, cứ nhìn thôi. Mà trong đó, trong việc đò này có rất là nhiều hành khách, thì cô này thì cô chỉ bần chèo đò, cho nên cái vị thầy trẻ này, vị sư trẻ này thì cứ nghĩ rằng là cô này đẹp quá thì cứ ngồi nhìn cô thôi. Thì khi mà đi xuống đò đó thì ai thì cô đó có cùng lấy 1 đồng, nhưng mà tới cái phiên ông sư này thì lấy 2 đồng. À, ông sư nói vì sao mà người cạc 1 đồng mà tôi phải lấy 2 đồng, là bởi vì thầy ngồi thì thầy cứ nhìn con hoài, cho nên con phải lấy thêm cái tiền thầy tiền ngẫm nữa. Ông rất là xấu hổ, cho nên ông phải trả 2 đồng. Buổi sau ông ngồi lên đò tiếp, thì ông sợ là ngồi nhìn cô này đó thì cô này cô sẽ biết, cho nên ông bây giờ ông không có nhìn cô này nữa. Mà ông phát hiện ra cái bẩm của cô này nó in xuống khi có trời có nắng đó, thì nó in xuống, thì ông thay vì nhìn cô đó ông chỉ ngồi cứ nhìn cái bẩm thôi. Và ông nghĩ ông nhìn cái bẩm thì cô này cô sẽ không có biết. Nhưng mà khi đi xuống đò rồi đấy, cô này cô nói là cô vẫn lấy 2 đồng. Ông nói hôm nay tôi còn nhìn cô đâu mà lấy 2 đồng, nói thầy không nhìn con nhưng mà thầy vẫn có nhìn cái bóng. À, vậy là ngày hôm sau lại ông ngồi, ông lên đò và ông ngồi, ông nhìn cái bóng nữa, ông ngồi ông nhắm mắt thôi. Nè, đi xuống đò đó cô này con hôm nay không lấy 2 đồng mà lấy 3 đồng, mà không tôi còn nhìn cô đó cũng nhìn cái bóng. Thầy không nhìn con, thầy không nhìn cái bóng, nhưng khi thầy nhắm mắt lại thầy cứ nhìn, cứ nghĩ về con thôi. Và không liên tục luôn đó. Thì để mà thấy rằng, quý vị thấy rằng là cái mà mình suy nghĩ về nó nhiều, mình tư tưởng về nó nhiều, thì nó chi phối, nó khống chế cái tâm của mình. Cho nên á, mình phải có cái cách đối trị đó. Mình phải biết cái đối tượng nào là cái đối tượng mà mình cần suy nghĩ tới, và đối tượng nào mình cần không cần suy nghĩ tới. Chính cái đó gọi là như lý tạc ý và phi như lý tạc ý đó. Tạc ý đúng và tạc ý sai. Tạc ý nó giống như là một cái bánh lái của con tàu. Nó lái theo hướng đúng thì con tàu nó đi theo hướng đúng, mà chịch hướng thôi thì mình sẽ đi lạc đường. Cũng như vậy đó, thì khi mình nhìn vào một cái gì đó, mình chỉ cần nhìn vào cái đẹp thôi, nhìn vào cái vị ngọt thôi, thì mình sẽ bị thấm đắm. Nhưng bây giờ có cái nhìn đúng ở đây, tức là phải nhìn luôn cả có thể cái sự nguy hiểm, sự nguy hại, cái mặt trái của cái đối tượng đó. Và sau đó thì cho nên là làm sao mà mình phải thấy trong cái tâm của mình á, mình phải thấy ngay được cái sự ở đây, mình phải quan tâm. Để mình thấy rằng là
Hiện giờ cái tâm của mình đang có cái sự dính mắc ở trên đối tượng, và mình quản cái tâm đó, quản cái tâm tham, quản cái tâm dính mắc đó. Chắc không, bây khi đó bây giờ mình không nhìn về đối tượng nữa, mà mình nhìn cái tâm ưa thích đối tượng. À, và thấy rõ cái tâm này nó sinh ra là do mình suy nghĩ về nó thôi, mà suy nghĩ về một cái mặt phiến diện của nó thôi. Còn bây giờ mình suy nghĩ toàn bộ thì mình sẽ có một cái nhìn tổng thể đó. Vừa thấy cái đẹp, vừa thấy cái xấu, vừa thấy cả cái sự vô thường, vừa thấy cái sự bất tình, thấy cái sự không không phải là của ta đó đó. Thì không còn cái gì để cho mình phải bám víu, không cần phải chấp giữ, thì khi đó mình xuất ly khỏi các dục được. Cho nên cái đoạn mà để mà thoát, khi mình nói bây giờ trở lại á, là diệt dục á, không phải là mình phải diệt nó đi, phải đè nó xuống. À, mà diệt ở đây á, tức là mình thấy được cái tâm tham dục, thấy được đầu tiên là thấy được cái đối tượng đó trước, thấy được vị ngọt của các dục, thấy được sự nguy hại của các dục, và vì thấy được cái bản chất của nó không đáng để cho mình bám víu. Cho nên từ vậy, vì từ đó cho nên mình chỉ thấy nó như vậy thôi. Nó đến thì mình thấy nó đến, nó đi thì mình thấy nó đi. Thật sự ra đó, với một người mà mình có những cái vật chất đầy đủ, mà mình thụ hưởng những cái vật chất đó đó, cũng phải cái gì là tội lỗi. Ví dụ như quý vị là cư sĩ, quý vị làm lương cao, quý vị có thể ăn ngon, quý vị có thể mặc đẹp, quý vị có thể có nhà đẹp, có thể có xe tốt, quý vị đi chơi. Mà những đồng tiền do mình làm ra một cách chân chánh, thì quý vị thụ hưởng như vậy không có cái gì là tội lỗi cả. À, đó là cái thành quả mình đạt được, và cũng là cái phước báo của mình nó trổ ra thôi. Thật sự nó không có tội lỗi gì hết á. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là cái tâm của mình có tham đắm vào đó không? Có bị phỏng dật, bị buông lung không thôi. Chứ còn những người, người ta vẫn ăn ngon, người ta vẫn mặc đẹp, nhưng mà người ta không tham đắm. Có ăn ngon thì có ngon thì ăn ngon, mà có dở thì ăn dở. À, có đồ đẹp thì cứ mặc, mà không có đồ đẹp thì mặc đồ thương thương cũng được, không sao cả. À, cho nên Đức Phật Ngài cũng không bắt các vị tỳ kheo phải sống khổ hạnh. À, ví dụ như khổ hạnh như hạnh đâu đa, đó là những cái hạnh tinh nguyện. Người nào cảm thấy rằng mình tâm mình tham dục nhiều quá thì mình cần phải thọ đâu đa, sống cái đời sống khắc khổ để mà bớt cái tham dục đi, thì đó là do cái tự nguyện của họ thôi. Còn riêng Đức Phật á, thì Ngài chủ trương rất là rõ, đó là con đường trung đạo. Bởi vì á, quý vị nhớ cái câu chuyện mà bảy môi đó, đối với các dục lạc á, nó có bốn cái trường hợp xảy ra. Như là trường hợp mà Ngài đưa bốn vị kính bảy môi á, là bốn cái đăng nai, mà trong cái khóa xuất gia giáo duyên mà liệu pháp cũng có đưa cái ví dụ cho quý vị, ai quý vị đấy chắc là có theo dõi để biết á. Trong kinh bảy môi đó, Đức Phật Ngài đưa ví dụ về những người thợ săn, họ đi đặt cái bảy môi. Thì có họ đặt mồi để họ săn cái đăng nai ở trong rừng đó, thì có bốn trường hợp xảy ra, có bốn đăng nai. Đăng nai thứ nhất á, là nó tham ăn, cho nên là có bao nhiêu mồi á, có mồi nó đặt ra là nó nghe mùi thơm của nó chạy tới liền và bị sập bẫy liền, bị bắt liền rất là nhanh. À, thì dù cho những cái người đó là cái tâm tham dục rất là lớn, cho nên có cái gì mà vật chất là họ cứ chạy theo thôi, và họ bị sập bẫy liền. À, cho nên là họ bị tham ái, bị dính mắc và bị giao tạo ra nghiệp bất thiện rất là nhiều. Thì đó là đăng nai thứ nhất. Đăng nai thứ hai thì nó thấy cái đăng nai thứ nhất mà bị bẫy mồi, nó vô ăn một cái là bị sập bẫy, bị bắt, bị giết liền. Cho nên nó sợ hãi quá, nó không dám ăn, nó không dám ăn, và cuối cùng á, vì đói quá nó chết luôn. À xin lỗi, và đói quá, nhưng mà khi mà đói quá xong rồi đó, thì một số con nai bị chết, cho nên nó sợ quá, nó nói bây giờ không ăn cũng chết, không ăn cũng chết, vậy thôi ta quay trở lại, ta ăn rồi chết cũng được. À, cho nên là con nai này đầu tiên là nó cũng là nó sợ quá, nó bỏ đi, nó không dám ăn, nhưng mà cuối cùng nó không chịu nổi thì nó quay trở lại, nó vẫn ăn và nó vẫn chết. Thì cái này nó dù cho những vị sa môn, bà la môn, quý vị thấy là họ ban đầu là họ sợ dục lạc, cho nên là mày đi tu khổ hạnh. Nhưng mà tu khổ hạnh một thời gian rồi mà quay trở lại đời sống bình thường thì lại là cũng bị thăm. Là cực đoan mà tham đắm cũng không được, mà cực đoan khổ thứ hai mà khổ hạnh ép sát nó cũng không có được. À, cho nên á,
có cái đằng này thứ ba. Đằng này thứ ba nó mình nghĩ rằng đó là nó vô ăn á, thì bị bậy sập bởi vì mấy ông này ông nấp, cho nên là nó mà nói thôi bây giờ là mình phải á, dừng. Khi nào mà người mấy người thợ săn này mà họ mà đi về ngủ thì mình ra mình ăn, xong rồi á mình chạy mình đi có một cái chỗ nấp khác mình ăn thiệt là nhanh, rồi mình chạy về mình cái chỗ nấp của mình nấp rồi thì họ sẽ không có tìm được. Nhưng mà mấy ngày đầu thì mấy người thợ săn này không bắt được nó, nhưng mà họ theo dõi, họ rình rập, họ chạy theo, họ đuổi theo, và cuối cùng họ tìm được cái chỗ ẩn nấp của đằng nai và cũng bắt được nó. Thì cái đằng nai thứ ba này Đức Phật ví cho những cái người mà họ sợ cái dục lạc, cho nên á, là họ hưởng dục lạc một ít thôi, nhưng mà sau đó là họ họ vào trốn trốn vào chỗ ẩn nấp này đó, tức là giống như trốn vào trong thiền định đó. À, người ta dùng thiền định, người ta vào an trụ ở trong thiền định, ở trong các cái tưởng về sắc giới vô sắc giới đó, để người ta tránh những cái sự cám dỗ của dục lạc ở bên ngoài. Nhưng mà nhưng mà dù có trốn vào trong đó đi nữa đó, rồi cuối cùng cũng phải ra, bởi vì nó vẫn còn ở trong tam giới thì nó cũng trôi lăn thôi. Thì để đưa cái ví dụ này để mình thấy rằng đó là thái độ đối với dục lạc là khi mà sợ hãi xong mà đi núp ở trong thiền cái nữa, thì cái chuyện núp đó mình cho rằng là an toàn, thật sự cũng không phải là an toàn, vì cái thiền này cũng chưa phải là giải thoát hết. Cho nên chỉ có cái đoạn nai thứ tư là một cái đằng nai mà nó cũng biết rằng là nó cũng cần phải ăn, và nó cái chỗ nấp của nó là nó cái chỗ nấp của nó là kín tới mức á, mà coi như là bầy người thợ săn không thể nào tìm được. À, thì và họ nghĩ người thợ săn biết rằng cái đằng nai này nó rất là tinh khôn, bây giờ mà nếu như chạy mà bắt đằng nai này thì sẽ làm đồng tới đằng nai khác, cho nên thôi thà để yên cho nó đi, để đi bắt những cái đằng nai khác thôi, đằng nai này đã tinh khôn bắt không được rồi mất thì giờ. Thì Đức Phật dù cho những vị sa môn bà la môn đó mà bây giờ họ thậm chí cái chỗ ẩn nấp của họ gần như không có, bởi vì tìm không ra thì không còn cái chỗ ẩn nấp nữa, tức là họ thọ dụng nhưng mà họ không dính mắc, có thọ dụng vừa phải và thọ dụng một cách cẩn trọng để chứ không bị sập bẫy, mà cũng không có đi trốn đi nấp gì cả, cho nên không thể bị bắt được. Thì đấy là những cái thái độ đối với dục lạc mà mình có thể học, mình rút ra được từ trong cái bài học bài kính bảy môi đó, là mình có một cái thái độ đó trung đạo đối với cái thụ hưởng dục lạc, là cũng không quá là sợ hãi mà phải chạy trốn, không có dám ăn không dám tiêu mà khổ hạnh, mà cũng không quá đắm say với dục lạc, và cũng không cần phải chạy đi trốn, mà chính trong cái sự sống này mà dùng cái thiền quán đó, khi ăn là biết mình đang ăn, vì như thế nào thì biết như thế đó, và tâm khi ăn mà tâm tham khởi lên thì thấy rõ tâm tham, tâm sân khởi lên thấy rõ tâm sân. Thì chính cái quán tâm này đó, nó tâm khởi lên bây giờ đó, đối với hàng đời ngày hàng, hàng trong đời sống hàng ngày, mà vì sao mà dục khởi lên là bởi vì sao, chúng ta quá chú trọng vào cái đối tượng của trần, của cái các cái giác quan, các cái trần cảnh đó, tức là đối tượng của giác quan, mình quá chú trọng về đối tượng, quá ưa thích nó, chạy theo nó, cho nên mình bị dục chi phối. Bây giờ đó là mình không chạy theo cái đối tượng ở bên ngoài nữa, mà mình khi cái đối tượng đó mắt tiếp xúc với các sắc, tai tiếp xúc với âm thanh vân vân, mà nó như thế nào thì mình chỉ thấy nó như thế đó, và mình không khởi lên cái tâm tham để muốn chiếm hữu nó, muốn có nó, hoặc là có nó rồi thì mình sợ mất nó đó ha. Thì những cái đó đó thì mới là cái dục khởi lên và nó mới chi phối mình. Còn ngay trong khi mình quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp đó, dùng cái quán tự niệm xứ đó, thì dù có sống ở trong dục lạc, dù có được ăn ngon, dù ở trong nhà đẹp, dù có đi xe đẹp, thì người này cũng không bị dính mắc. À, quý vị thấy là bây giờ thời thời xưa mình nghĩ rằng là các bậc chân tu thì phải ở trong núi, là phải là ở trong rừng, là phải chỉ ở trong am tranh. Nhưng mà bây giờ thật ra vẫn có những vị chân tu, người ta ở nhà lâu, người ta vẫn đi xe hơi mà ta vẫn chân tu được. À, ví dụ như ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài bây giờ ngài đi du lịch khắp thế giới, ngài là được giải thưởng Nobel hòa bình, được 1 triệu đô la. Ngài là người
là hiện giờ ngài là vừa là vị tăng thống và vừa là vị vua của đất nước Tây Tạng. Nhưng mà quý vị thấy trong đời sống của ngài vô cùng dung dị. Ngài là người có tiền, có bạc, có địa vị tất cả, nhưng mà nhìn ngài vẫn rất là dung dị, rất là hiền hòa. Và mình tin tưởng rằng là đối với người này thì dù ngài có ăn ngon bao nhiêu cũng không ảnh hưởng tới ngài. Dù người ta được tôn, người ta có tôn trọng, người ta có kính, có dâng ngài bao nhiêu lời dưỡng thì ngài cũng vậy thôi. Bởi vì người này đã đạt tới cái mức độ tâm linh mà đối với họ đó thì họ đã thấy rõ được tất cả các cái pháp nó vô thường, nó bất bất tịnh, nó là khổ, nó vô ngã, các ngài đã thấy rất là rõ. Cho nên ngài không, các ngài không bị chi phối, vẫn có tiền bạc mà các ngài dùng tiền bạc để làm những cái việc hữu ích. À, người ta dâng ngon ngài vẫn ăn ngon, người ta dâng y đẹp người ta vẫn mặc y đẹp, người ta đi chợ ngài chợ dâng ngài xe đẹp thì ngài vẫn nhận xe đẹp, xe tốt ngài vẫn nhận, ngài đi đi xe tốt thì nó yên tâm hơn là đi xe cũ. À, xe xấu thì ngài vẫn đi, ngài vẫn thọ dụng, nhưng mà ngài vẫn không có sự dính mắc. Cho nên á, cái quan trọng ở đây chính là cái tâm chứ không phải là cái đối tượng bên ngoài. Cho nên khi quý vị thấy các vị tăng sĩ mà dùng những cái đồ tốt, có nhiều người mà họ thấy chư tăng mà dùng iPhone, iPhone 8, iPhone 10 là họ 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 rất là ác phản cảm. Họ nói người nhà sư rồi mà còn dùng đồ xa xỉ. Nhưng mà thật sự ra đôi lúc anh họ nghĩ nhà sư đó không có mua đâu nha. Không biết quý vị sao quý vị thấy đó, giống như là hiện giờ điện thoại mà sư cô xài đó là toàn là Phật tử họ cho. À, mình thì thôi trước là mình xài cái điện thoại Nokia cục gạch thôi. À, thì Phật tử ở bên Canada họ đi về chơi họ thấy cô xài cái đồ điện thoại cục gạch Nokia đó, trời ơi trời này sư cô con xài điện thoại này để con cũng dùng sư cô cái iPhone. À, thì khi họ cho cái iPhone mình xài mình cảm thấy rất là tiện lợi, mình đi đâu mình có thể check mail được, mình có thể điện thoại Zalo, Viber được khác. Rồi khi mà mình điện thoại mình cũ đó thì có người họ về họ lại thấy chắc cái điện thoại hơi này bây giờ sư cô con xài điện thoại này để con cũng sư cô cái điện thoại mới chẳng hạn. Thì họ họ cho mình cái điện thoại mà khi quý vị thấy khi mình đặt mình dùng thì sao cũng được, mà mình tặng cho ai cũng cái gì thì thường mình hay tặng một cái gì tốt nhất đẹp nhất là với cái tấm tôn kính kính trọng cái người mà mình tặng quà. Cho nên là họ sai cái tốt thì họ phải cho mình cái tốt thôi, thì mình được cho cái tốt thì mình cứ nhận cái tốt mình sai thôi. À, thì những cái người khác á, thấy cái người mà người tu họ sai tốt thì đừng có nghĩ rằng là người đó họ sai sáng, không có, mà cái phước của họ như vậy và họ sai cái điện thoại đó chứ mà chỉ dùng đủ cái chức năng đó thôi, chứ thật sự ra cũng chẳng có tham đắm gì trong cái điện thoại nó hết, khi nào cần thì sai, không cần thì bỏ qua một bên thôi. À, cho nên á, là những người cùng cùng xài đồ như sang như vậy cũng được ăn ngon như vậy, cũng mặc đẹp như vậy, vẫn sống ở trong quả dục này nhưng mà tâm vẫn không bị tham dục chi phối. À, thì đó đó là đặt cái là mình nói rằng là không phải là diệt dục nha, mà chính á, dùng cái sự quán niệm để thấy rõ cái bản chất của các cái sự vật xung quanh, thì từ đó mình không còn bị những cái đó chi phối nữa và tham dục nó không sinh khởi nữa. À, cho nên bây giờ là tham dục nó không sinh khởi chứ không phải là nó diệt, nó khởi lên đây mà mình diệt, bởi vì đã khởi lên rồi thì từ nó diệt chứ mình đâu cần diệt đâu. Quý vị thấy không, tâm tham khởi lên thì nó tự diệt, tâm sân khởi lên là tự diệt chứ mình đâu có diệt nó, vì tâm nó đã sinh thì nó diệt, nó sinh thì nó diệt và có duyên thì nó diệt thôi. Nhưng mà nhờ cái sự thấy biết của mình, nhờ cái sự chánh kiến của mình mà tham dục nó không có cơ hội nó sinh khởi, và nó không sinh khởi và cái sự hiểu biết này đó mà nói tận cùng căn để luôn rồi đó thì tham khởi hoàn toàn không có cơ hội sinh khởi. Thì kiết sự không sinh khởi ấy, thì không còn sinh. Quý vị thấy cái đoạn mà diệt niệm tiên cái đó, vì tham dục là một trong năm tiên cái, cái tham dục là tiên cái đầu tiên. Thì trong bài kinh niệm xứ đó thì Đức Phật ngài nói sao là khi mà có tham dục khởi lên, à, thì cái người đó quán là có tham dục khởi lên và tham dục diệt đi, thì quán là tham dục diệt đi và tham dục diệt đi không sinh trở lại nữa cũng biết rõ rồi như vậy. À, thì chỉ có công việc thì có làm như vậy thôi. À, và như vậy nó sinh lên mình thấy nó sinh lên, nó diệt đi mình thấy nó diệt đi, và nó không sinh nữa mình cũng thấy nó không sinh nữa. Mà vì là sao nó không sinh nữa, vì thấy rất là rõ cái bản chất nó không có cái gì để mình thích cả, không có cái gì để mình bám víu cả, thì dục tự nhiên nó không sinh khởi. À, nó sinh không sinh khởi là do không có cái nhân, không có cái duyên để cho nó sinh khởi nữa. À, cho nên hôm trước á,
trong cái bài phiền thì câu trả lời là không phải cả ba luôn, vì phiền não quá khứ thì nó đã diệt đi rồi, không thể thì mình đâu cần phải diệt nó, phiền não tương lai thì chưa tới mình cũng đâu có cần phải diệt nó, và phiền não hiện tại thì nó vừa mới khởi lên, thì ngay cái thời điểm mà có phiền não thì là tâm có phiền não thì cái trí tuệ nó đâu có mà diệt nó, một lúc chỉ có một tâm thôi, cho nên cái phiền não mà mình diệt này không phải là cái quá khứ hiện tại hay tương lai, mà mình diệt cái phiền não gì, cái phiền não ngủ ngầm, tức là cái tiềm năng, cái khả năng mà cái phiền não nó có thể khởi lên, mà cái khả năng cái tiềm năng này đó gọi là cái anusaya, là cái phiền não ngủ ngầm á, tham ngủ ngầm đó đó, mà vì sao nó không sinh khởi được là do cái tác ý đúng của mình, do cái chánh niệm tỉnh giác mà khiến cho nó không có cơ hội để sinh khởi, mà vì nó không sinh khởi cho nên mình gọi là mình diệt nó thôi, chứ mình không có diệt được. Cho nên ngay từ đầu mình nói diệt dục, thế nào là diệt dục, câu hỏi thế nào là diệt dục, thì diệt dục là người ta nói cái từ là bây giờ là tức là cái từ để cho dễ hiểu đó, tức là tham dục nó là cái nhân của đau khổ, cho nên mình diệt cái nguyên nhân đau khổ, tức là mình diệt dục, là nói một cách cho dễ hiểu, chứ thật sự ra đó mình không thể diệt được dục, mà chỉ có do sự do trí tuệ, do sự thấy rõ của các pháp, mà vì vậy tham dục nó không có sinh khởi. Và vì nó không có sinh khởi cho nên mình gọi là dục đã được đoạn trừ. Thì đó là cái nội dung của cái bài mà thế nào là diệt dục ha. Thì mình tóm tắt lại đó, dục không phải tất cả các dục mình đều diệt cả, mà chỉ có tham dục thôi. Tham dục là cái pháp bất thiện mình mới diệt, còn lại pháp dục và tác dục á, pháp dục là thiện pháp. Thì trong khi mà mình đang còn luân hồi thì thay vì mình tham muốn cái điều bất thiện mà mình tham muốn làm những điều thiện, như là mình thích nghe pháp, mình thích bố thí, mình thích đi hành thiền, ít nhất cái thích này nó vẫn còn là thích, nhưng mà nó vẫn là thiện. Dục mà đi về trí tuệ, đi về đức tin thì đó là thiện pháp. Thì thiện pháp thì là trong cái thay mình thay cái ác pháp bằng cái thiện pháp trước cái đã, rồi sau đó rồi mới tới cái mức độ cao hơn, tức là bây giờ không còn thích nữa mà chỉ còn là tùy duyên thôi, thì cái đó là giai đoạn cao hơn nữa. Và như vậy mình đi từ từ, đầu tiên là tham dục, rồi sau đó là thiểu dục trí túc ha, tức là đầu tiên là cái gì mình thích cả, bây giờ mình ít ít thích đi, thích bớt lại. Bây giờ ngày xưa là mình thích ăn ngày 3 bữa, bây giờ ăn còn 2 bữa chẳng hạn, ngày xưa mình phải đi shopping thiệt là nhiều, bây giờ bớt lại, thì gọi là thiểu dục trí túc đã ha, ít muốn và biết đủ cái đã. Rồi sau cái ít muốn biết đủ đó rồi nhờ mình quán chiếu, thì sau đó là dục nó không còn sinh khởi nữa. Thì dục không sinh khởi là do mình có cái sự quán chiếu ngay trong khi mình tiếp xúc với các dục, tiếp xúc với các đối tượng, và mình thấy rõ bản chất của nó. Thì khi thấy rõ bản chất thì không còn tham, quý vị thấy không? Khi quý vị mà bây giờ một số vị lớn tuổi, quý vị đã kinh qua hết những cái tham đắm dục lạc rồi, và quý vị cũng hiểu được bản chất vô thường rồi, thì quý vị đã phần nào cảm nhận được rằng á, là bây giờ mình không còn bị cái dục này chi phối nhiều nữa. Sư cô biết có một số trong quý vị đang ở đây đó, là có một số tuy là hình thức là cư sĩ, nhưng mà cái tâm của quý vị bây giờ là gần như tâm của một người xuất gia. Hầu như quý vị sống mà chỉ có những cái nhu cầu tối thiểu thôi, chỉ ăn uống vừa phải, chi tiêu vừa phải, và phần lớn tiền bạc quý vị có được là quý vị đi làm thiện pháp. Nhân đây là sư cô cũng rất là cảm ơn quý vị vừa rồi đó, là cũng có rất là nhiều vị đã gửi về để cúng dường nhập hạ, thì trong đó cũng một số các vị là từ trong cái lớp học của mình đây, thì cũng xin đại diện đi chúng cũng xin tri ân tấm lòng của quý vị, những người nước ngoài cũng như ở trong nước, mà khi thấy hình ảnh sư cô đưa lên là ni chúng nhập hạ vào ngày 16 tháng 6 đó, thì mọi người rất là hoan hỷ và có gửi tình tài về để cúng dường. Thì quý vị thấy rằng là cái hình ảnh một cái ni chúng đông, nhưng mà giới luật, có kỷ luật và có cái sự đoàn kết hòa hợp, và cùng tu học, cùng cùng thực tập chung với nhau và sống với lục hòa, thì một cái hình ảnh mặc dù mình thấy rất là bình thường, mình chụp cái ảnh bình thường vậy thôi, nhưng mà có nhiều người Phật tử là điện thoại hoặc là nhắn tin là con thấy hình ảnh đẹp, cũng hoan hỷ quá, thì mình thấy rất là vui, bởi vì
những cái hình ảnh thực của một cái đời sống thực như vậy là của những người mà mình đang nỗ lực để sống. Thì mặc dù quý vị là đang ở nhà, quý vị sống hình thức cư sĩ, nhưng mà quý vị tâm quý vị ly dục, ly bất thiện pháp, quý vị sống với niềm tin, sống với Phật pháp, thì quý vị thân tại gia nhưng mà tâm đã xuất gia rồi. Mà cái tâm mới là quan trọng, tâm nó quan trọng hơn tâm dẫn đầu cảnh pháp. Rồi thì dừng lại, xin được dừng lại cái bài pháp hôm nay ở đây, và thời gian còn lại là để dành cho phần pháp đàm. Nếu ai có câu hỏi thì quý vị đưa tay lên nha. Dạ mời trung tâm thiền đức. À, dạ kính thưa ni sư, bài giảng của ni sư rất là rõ ràng. Con có một câu hỏi mà lúc ni sư nói về cái khóa tu giao duyên xuất gia ở chùa Huyền Không á, thì có một vị đã xin về đó ni sư. Thì cái này con biết, mặc dầu là hỏi bên chùa chứ đáng lẽ là nếu mà đúng ngay của ni viện Biên Không thì là nó sẽ thích hợp hơn đó. Thì chẳng hạn như lúc trước con cũng có nghe là như khóa tu mà của ngài Tejaniya mà tổ chức ở bên Miến Điện đó thưa ni sư, thì là thông thường một cái khóa tu hay có cái thời khóa, thành ra khi mà một cái cô Tây phương này cổ đến cổ tham dự đó thì cổ rất là kêu bằng nó bực bội là tại vì nãy giờ cổ quen thời khóa rồi, bây giờ cái vị thầy này lại không có để cái thời khóa, giống như là để cho cái vị đó tự giác mà làm. Nhưng mà sau này thì cô này cổ lại cổ thấy được cái lợi ích của cái đó, thì cái câu hỏi của con là như vậy, là tại vì khi con nghe ni sư nói là cái vị này là đang giống như là stress từ phía ngoài đó ni sư, thì con nghĩ cái cách nào mà giả sử như là coi cho cái vị này giống như là theo cái cách mà con nghĩ là giống như là không hoàn toàn mà xuất gia như giao duyên như những vị khác, mà có thể là tính cách là dự thính, rồi cái vị này có nghĩa là khi nào mà có cái thời khóa nào mà vị này nghĩ là có thể dự được thì dự, còn không nghĩ không dự được thì có thể nghỉ ngơi nhưng mà vẫn giữ được cái sự mà chánh niệm tỉnh giác vậy đó thưa ni sư. Cô thì cô nghĩ đó ha, cái khóa cái vị này á, thay vì đi dự cái khóa xuất gia giao duyên ở chùa Huyền Không, tốt hơn là xin về chùa Bụ Long ở với thầy Viên Minh thì nó thích hợp hơn. Bởi vì mình phải biết rằng là mình cần cái gì, thì mình sẽ tới cái nơi thích hợp. Bởi vì những cái người mà họ tới cái khóa xuất gia giao duyên thì họ phải biết trước được cái thời khóa biểu. Bởi vì trước khi vào khóa tu đó thì người ta vào cái trang của chùa là người ta đã thấy được cái thời khóa biểu rồi, giờ nào làm cái gì rồi, mình sẽ thấy rất là rõ. Mình có một số người đó thì họ thấy rằng là bình thường mình nó lười biếng quá, cho nên mình cần học cái hành tinh tấn, thì mình vào chùa một cái thời khóa như vậy mình sẽ tinh tấn hơn, mình sẽ học được nhiều hơn, tu được nhiều hơn, thì họ nên đăng ký cái khóa đó. Còn với những cái trường hợp với cô đó đó là cô bên ngoài là cô quá mệt mỏi rồi, cô chỉ muốn là thư giãn, học một cách nhẹ nhàng, thì cô nên vào chùa Bụ Long. Bởi vì Bụ Long chính là cái nơi mà thầy dạy cho những người mà tới tu đó, là không có thời khóa gì hết á, là ai mà hào vào thì thầy kêu gửi đi quẹt lá đi, rồi là đi nhổ cỏ đi, rồi rảnh thì việc chùa có chi được thì làm, còn không thì cứ theo dõi thân tâm thôi. Thì như vậy cô đó chắc là thích hợp á. Thế còn bây giờ một cái tập thể mà người này á, mình cho ưu tiên người này không ưu tiên người khác thì nó rất là khó. Cái giờ tụng kinh á, thì tất cả mọi người đến tụng kinh, thì bây giờ người lên người không, thì có những cái người họ cũng lười biếng, nhưng mà họ rồi 50 người mà coi như là cứ được người người kiểu người đi người không đi, rồi ngồi thiền người đi người không đi, vào học người học người không học á, thì cái sự tổ chức á, nó sẽ bị khập khiễng và nó không có cái sự đồng bộ thì nó không có thành công. Cho nên là theo cô thì không có nên ưu tiên một vài trường hợp tạo lẽ như vậy, mà nếu được cho họ về và họ chọn một cái môi trường khác. Bởi vì có nhiều cái khóa tu, mình sẽ chọn cái khóa tu nào thì thích hợp với cái nhu cầu, về nguyện vọng của mình hơn. Chứ không nên là để mà đặt cách như vậy, có nghĩa nó không có thích hợp lắm. Dạ con xin cảm ơn ni sư rất nhiều. Ở đây có cái câu hỏi của Liên, đó là thưa cô, pháp dục là mong cầu đạt được pháp thiện nhân như là thiền định, xin cô giảng cho con thực hành thiền định như thế nào để không lạc qua thiền định ngoài đạo Phật. Thiền định á,
Mà trong đạo Phật á, thì nó cũng là cái thiền định ở ngoài đạo Phật đưa vào đó. Ví dụ như là quý vị thấy là tứ thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc đó, thì Đức Phật ngài đã học được từ cái thời mà ngài cái chưa chưa là đi xuất gia luôn. Và nó cho nên á, cái thiền định đạo là thiền định thì giống nhau, nhưng mà ngoài đạo cái mục đích thôi, quan trọng là cái mục đích mình hành thiền để là cái gì. Bên ngoài đạo đó, người ta hành thiền là để người ta có được thần thông, có được cái năng lực, và người ta để cầu để được sanh vào cảnh giới trời, quả trời, được làm các vị thần vân vân. Tức là nó vào con hữu ngã hữu dục, tức là mình tu để mình mong muốn để đạt được cái vẫn còn đạt trở thành tu để trở thành. Còn bây giờ tu cho lão tử, vì có ái có thủ cho nên có hữu, tức là sự trở thành đó. Mà vì có sự trở thành cho nên mình có sinh ra rồi mình có già chết, cho nên bây giờ đó mình không còn ái, không còn thủ thì sẽ không còn sự trở thành. Vậy thì đó mình ngồi thiền không thể để thành cái gì hết, mà đó khi mình rảnh không có ngồi gì mà mình thời giờ không có gì cả thì mình buông xả hết cái thư giãn, tâm hồn mình nhẹ nhàng thư thái, cái thân của mình được được thoải mái dễ chịu thôi. Không có không có mong cầu, không có mong muốn trở thành, thì nó không còn giống ngoài đạo. Ngoài đạo là họ hành thiền để họ trở thành gì đó, ví dụ như là họ trở họ họ đắc được các tân thiền, đắc thân thông, hoặc là họ để hòa nhập với cái đại ngã vân vân. Thì như vậy đó, cái mục đích là cái quan trọng, chứ còn cái trạng thái thì giống nhau ha? Cái mục đích. Dạ rồi, để coi còn câu hỏi nào nữa. Một câu hỏi về tứ niệm xứ. Thế nào là điều kiện cần cho tứ niệm xứ con nghe, con được nghe? Đó là chánh niệm đủ mạnh, và quan trọng nhất là phải gạt bỏ được năm triền cái, thì lúc ấy quán tứ niệm xứ mới có thể triển khai một cách hiệu quả. Có đúng hay không? Dạ, thì cái điều kiện cần đó, đó là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ba cái từ đó. Quý vị thấy là nếu như đọc đọc đọc, đọc tứ niệm xứ đó ha, thì ba cái từ đó là ba cái từ mà được nhắc đi nhắc lại, được như là một cái điệp khúc luôn. Nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, đó là điều kiện cần. Mà khi nhiệt tâm tức là một cái từ khác của chữ tinh tấn, tinh cần đó. Phải lúc tinh tấn rồi tỉnh giác chứ không có mơ, mà chánh niệm tức là ở ngay trên cái hiện tại thực tại, chứ không có chạy về quá khứ hay chạy về tương lai. Dạ, cho nên là con cái mà gạt bỏ được năm triền cái đó, thật ra không phải gạt bỏ đâu, năm triền cái cũng là đề mục để hành tứ niệm xứ mà, chứ đâu phải gạt bỏ đâu. Bởi vì có năm triền cái khởi lên thì mình cứ thấy nó đem đem nó làm đề mục để quán thôi, cho nên không cần phải gạt bỏ nó. Trong kinh Đức Phật ngài nói triền cái khởi lên thì thấy nó khởi lên, nó diệt đi thấy nó diệt đi không sinh trở lại nữa, vẫn thấy như vậy, cho nên không phải dẹp nó. Mà đâu phải dẹp dễ mà dẹp, cho nên nó không phải là điều kiện cần. Mà điều kiện cần á thì không những là chánh niệm thôi, mà ba cái từ đó ha, là nhiệt tâm hoặc là tinh tấn đây. Cái từ mà thầy Viên Minh hay tóm tắt lại là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác là điều kiện cần để hành tứ niệm xứ. Chứ còn mà mình hành mà mình chánh niệm được một chút rồi sau đó mình lại buông lung, mà rồi mình hành một chút mình buông lung, mà thì như vậy thì cái trí tuệ mình là khó mà phát sanh được lắm. Rồi bây giờ có một vị đưa tay. Vị đưa tay đó là Tâm Nguyễn. Xin mời Tâm Nguyễn. Dạ, con kính đảnh lễ sư cô và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa sư cô, nãy sư cô nói là giống như một vị người cư sĩ, người cư sĩ nữ hay cư sĩ nam, hay là cư sĩ nữ mà muốn đi tu vô chùa thì ít nhất cũng phải là 5 năm để thành tỳ kheo ni. Thì theo con nghĩ nếu một như là về Nam muốn mà tu mà kiểu mà 4-5 năm mới được thành tỳ kheo, mà cái tuổi mà lớn tuổi như vậy đó sư cô, với tiếng người đó cũng như là early 50 hay là late 50 mà muốn tu mà kiểu mà 5 5 6 năm để thành tỳ kheo ni hay tỳ kheo thì quá trễ rồi. Mà có cách nào mà, ý con nói là tự vì người ta đã qua cái cuộc đời đó, người ta có
cái không còn trẻ để ham vui nữa rồi, thì có cái exceptional là có thể từ cái 5 năm mà trở thành 1 năm để cho họ thành cái một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni như vậy không, hay là có thể đến thầy Duyên Minh để thầy Duyên Minh cho làm tỳ kheo nhanh hơn được hay không, là ý là con muốn nói tại vì sư cô nói là thầy Duyên Minh rất là dễ. Dạ, con xin sư cô trả lời giùm con ạ. À. Dạ, cảm ơn. Rồi câu hỏi này thì cô có hai câu trả lời. Cái thứ nhất á, thật ra không cần gì phải nôn nóng hết, bởi vì dù có tỳ kheo hay là sa di hay giới tử đó, thật ra là giống nhau, thật ra giống nhau lắm. Ngay cả cái người vào công quả hồi nãy sư cô nói đó, dù có công quả đi nữa đó thì cũng rất là bình đẳng luôn. À, chỉ khác cái hình thức thôi, chứ còn cái ảo thôi à. Chứ còn bây giờ quý vị thấy đó, quý vị vào chùa mà ở trong chùa rồi đó, thì từ cái người công quả mà cho tới cái vị trụ trì hòa thượng đi nữa đó cũng giống nhau, tức là cũng 4 giờ sáng dậy rồi cũng tụng kinh giống nhau, ngồi thiền giống nhau, cũng đi ăn giống nhau, cũng đi lao tác giống nhau, rồi cũng vô học trong lớp y như vậy. Người học thì học, người dạy thì dạy. Cái giới luật á là để cho mình thấy là đi tu nó có bậc cấp như vậy. Tức là vì sao mà phải có bậc cấp này? Thật ra ngày xưa đó, mà thời Đức Phật á, mà vào là thành tỳ kheo liền, cũng vào thành tỳ kheo ni liền, chứ không có qua thử bậc đâu. À, ngay cả những cái người người nhỏ, tuy nhiên á, là có những cái vị mà họ thời Đức Phật á, vì sao mà phải dưới 20 tuổi là không có được thọ tỳ kheo? Quý vị biết hồi đầu là vô một vị mà hơi lớn lớn á, khoảng 17 18 tuổi vào là cũng cho thọ tỳ kheo luôn đó, không cần phải qua sa di giới tử gì cả. Ngày xưa thời Đức Phật á, là giống như là có cái vị nào đó tới gặp Đức Phật, đang là cư sĩ, gặp Đức Phật thì nghe Đức Phật thuyết pháp xong có niềm tin, xin ngài cho con xuất gia. Vậy là Đức Phật á, vì đó mà nếu như đầy đủ phước thì Đức Phật chỉ cần nói là ê hi phi khu lại đây tỳ khu, vậy là xong, vì đó thành vị tỳ khu, y áo đầy đủ luôn, y bạc đầy đủ. Thì á, nó có hai cái giả thuyết ha. Một giả thuyết ở đây người ta cho rằng á, những người mà Đức Phật cho là ê hi phi khu đó, là chỉ cần nói lại đây tỳ khưu là thành tỳ khưu thôi, là do những người đó là họ có cái phước dân y Katina, cho nên là y bạc tự nhiên nó đầy hóa ra đầy đủ cho họ. Nhưng mà theo cái cách hiểu của sư cô đó, đây là những cái vị mà khi đó họ đã là đạo sĩ sẵn rồi. À, quý vị biết ngày xưa đó, những vị đạo sĩ á, thật bây giờ cũng vậy thôi, những vị đạo sĩ như ngài Kiều Trân Như ngày xưa trước khi mà xuất gia cũng có một số vị đó, thì họ đã có y có bạc rồi, họ cũng đã xuống tóc sẵn rồi. Bây giờ mình có Ấn Độ, mình thấy những đạo sĩ của Ấn Độ giáo Ba La Môn đó, đạo Hindu đó, thì họ cũng mặc cái y gần giống như y của bên Tăng, của bên Đạo Phật đó, họ cũng xuống tóc, họ ôm mình bạc, họ đi khất thực rồi. Cho nên họ đã có sẵn y bạc rồi. Thì Đức Phật chỉ cần nói là ê hi phi khu lại đây tỳ khu là tự nhiên họ trở thành tỳ khu luôn, khỏi cần có cái buổi lễ gì hết á, không cần thí chủ cúng dường gì hết á, chỉ cần Đức Phật kêu ê hi phi khu là họ thành tỳ khu ngay, vì họ đã có sẵn hình thức tỳ khu rồi. Còn nếu như vị nào mà họ đang là cư sĩ, họ đang mặc đồ cư sĩ, chưa có y, chưa có bạc gì cả, mà họ xin thọ tỳ kheo, xin xuất gia, thì Đức Phật nói thôi bây giờ con đi kiếm y bạc đi. À, khi nào có y bạc rồi quay trở lại đây thì ta sẽ cho con xuất gia. À, thì vì đó mà phải đi kiếm y bạc. Cho nên vì vậy cho nên vào sau này á, một lần trong chùa mà có một cái lễ xuất gia thì thường á, là mình hay thông báo cho có thí chủ, để có thí chủ cũng dâng y bạc, hoặc là người thân trong gia đình đó sẽ là thí chủ dân y bạc. Thì vì thấy ở bên Miến Điện đó, mà mỗi lần có một vị sư xuất gia thì có một gia đình thí chủ họ sẽ xin bảo trợ cho cái vị sư đó ngay từ ngày đầu tiên, là cũng dâng y bạc cho vị đó, và họ sẽ như là cha mẹ nuôi của cái vị sư đó luôn đó. À, là họ sẽ bảo trợ cho vị này ăn học, rồi khi có bệnh hay gì là họ lo hết. À, thì là khi mà có đầy đủ y bạc rồi thì tới gặp Đức Phật, thì Đức Phật ngài mình gọi là đặt vào ngài mình đặt y văn bạc vào thì ngài mình cho là thọ tỳ kheo. À, thì nhá, ngày xưa đó có một khi mà các vị mà dưới 20 tuổi đó và còn nhỏ quá mà vào tu, mà buổi chiều mà không được ăn là đói bụng, nó khóc nó ôn nó nhéo nó nhạo lên, thì Đức Phật đi ngang mình nghe nó vì sao mà cái ông đó ông ôn như vậy. Nói là mấy ông này đó, ông con nhỏ của ông vào tu mà ông có những cái giới luật ông giữ không được, ông khóc. Ông Đức Phật này nói thôi từ đây trở đi, những cái người nhỏ mà mới vào tu đó thì chưa có cho thọ đại giới, chưa cho cho thọ tỳ khưu, phải cho dò thọ cái giới sa di trước. À, để cái giới 10 giới thôi nó dễ hơn. À, đi từ từ tu, phải từ từ, từ dễ đến khó. À, cho nên đó,
cư sĩ thì có 5 giới thôi. Rồi lên tới sa di là 10 giới cái đã. Rồi lên tới tỳ kheo là 227 giới. Và khi nào bên tăng là đầy đủ 20 tuổi thì mới được thọ tỳ kheo. Còn nếu như họ đã trên 20 tuổi rồi thì vào là thọ tỳ khưu lương. Thật sự bây giờ ở bên Miến Điện người ta vẫn còn giữ cái truyền thống này. Tức là nếu bây giờ mà chủ tâm mà đi qua bên Miến Điện hoặc là qua bên Thầy Lan á, mà tu đó, là chủ được thọ tỳ khưu ngay luôn, khỏi cần thọ sa di, không cần ngày nào hết á. Ví dụ như có những vị là họ thấy là người này có biết Phật pháp, có tánh tín đâu này kia rồi ha. Là ngày mà xin xuất gia là đem y bạc lên, cào tóc xong là vô là thọ tỳ kheo luôn, rất là nhanh. Cho nên á, là muốn nhanh thì đi qua Miến Điện. Chứ còn thật ra thầy Viên Minh không có dễ, chứ không có nhanh đâu nha. Dễ là thầy Viên Minh dễ là gì? Thầy không bắt vô thời khóa thôi. Chứ còn á, về cái chuyện thọ giới pháp ở với thầy, chỗ thầy Viên Minh lại rất là khó đó. Cái vì có biết là có cái thời chúng một thời với sư cô là có sư Tuệ Quán đó, là giới từ 10 năm mới được thọ giới đó, phải trên giới 10 năm. Còn bình thường một quý sư hiện giờ là cũng phải 2 năm, làm giới từ 1 tới 2 năm cái đó mới được thọ sa di. Rồi sau đó 1 tới 2 năm mới được thọ tỳ kheo. Chứ không phải là thầy Viên Minh là nói dễ là vô là cho thọ giới liền đâu. Thầy cũng thử thách, cũng phải quay thử ở thời gian cái tử vi này có thích hợp không cái đà ra mà cho thọ giới. Và cũng thọ sa di trước để cái giới ít ít cho người ta, người ta đủ sức người ta giữ đà. Và trong thời gian làm sa di đó, người ta mới nghiên cứu giới của tỳ kheo, coi thử là mình có đủ sức để thọ cái giới này không. Và khi họ đã học được kinh, đã biết tụng kinh Pali này, đã biết về giới luật này, biết Phật pháp căn bản này, đã biết cách tu hành này, thấy là mọi mặt vị này có đủ sức để thọ tỳ kheo, thì khi đó mới cho thọ tỳ kheo. Còn như vậy là bên tăng dễ hơn. Bên tăng á, thời Đức Phật cũng như hiện giờ đó, là có thể cho thọ tỳ kheo ngay lập tức nếu người đó trên 20 tuổi. Còn nếu như dưới 20 thì chắc chắn là dù của bên tăng cũng được. Bên tăng là dưới 20 tuổi thì phải thọ sa di thôi. Còn riêng bên ni đó thì á, là trên 20 tuổi thì ngày xưa là Đức Phật cũng cho thọ tỳ kheo ni luôn. Như bên tăng vậy đó. Không cần phải qua sa di. Nếu như dưới 20 mà cần qua sa di. Nhưng mà vì có một trường hợp á, là có một cái cô đó, là trước khi mà cô xuất gia là cô đã có gia đình rồi. Và khi cô đi xuất gia đó thì cô đã có thai mà cô không có biết. Cho nên khi vô vào cô được xuất gia, được đắp y rồi đó, thì một thời gian sau đó thì người ta mới thấy là bụng cô có bùng mang già chữa, cái bùng mô là lớn dần dần ra. Và người ta mới nói ô cái cô này đi tu rồi mà sao lại có bầu. Thì người ta mới đồn lên là cái cô đó là phạm giới. Thì chuyện này tới Đức Phật á, thì Đức Phật ngài mới gọi bà Visakha tới. Và bà biết cái cách là để xem thử là cái thai của cô này là bao nhiêu tháng rồi, và cô này á, xuất gia là bao nhiêu tháng rồi. Thì khi đó mới tỉnh ra, mới phát hiện rằng là cô này đã có thai trước khi đi xuất gia. Thì từ cái chuyện đó xảy ra, Đức Phật mới đặt ra một cái giới, đó là một vị ni đó mà trước khi thọ tỳ kheo thì phải có 2 năm là làm Sikkhamana, tức gọi là học giới nữ. Là 2 năm này đó là thực tập 10 giới của sa di, mà trong đó có 6 pháp. 6 cái giới này đó là 5 giới của giống như cái 5 giới đầu, còn thêm một cái giới không ăn chiêu đó. Là 6 giới này đó là phải giữ một cách miên mật. Nếu như chỉ cần mà phàm một giới thì phải tỉnh lại từ đầu. Ví dụ như trong 2 năm này phải giữ 6 cái giới đó liên tục, không ăn chiêu đi. Mà giả sử vì đó phàm giới ăn chiều, hoặc là vì đó phàm giới nói dối, hay là phàm giới trộm cắp, thì 3 tháng rồi, nhưng mà phàm giới cái bỏ hết tỉnh lại từ đầu. Trừ khi có bệnh nha. Ví dụ như ăn chiều thì phải là trong trường hợp người đó bị bệnh, uống thuốc, thì cần phải ăn chiều thì xin ăn trong thời gian mấy ngày hay mấy tuần đó thôi. Còn lại là phải giữ giới cho trong sạch. Thì với người nữ thì chắc chắn là còn muốn nhanh cũng không có được, phải có 2 năm làm thức so mana. Thì nếu như mà đối với người nữ nhanh nhất là 2 năm thì được thọ tỳ kheo ni. Còn với người nam thì vì không có cái 2 năm, không bắt buộc phải cái 2 năm đó, cho nên vào ở bên Miến Điện muốn có là nhanh liền. Tuy nhiên ở đây mình phải nói rằng đó, phải nhận thức cho rõ đó, là cũng giống như hạnh phúc đó, là ngay ở trên mỗi bước chân chứ không phải là cái đích đến. Cho nên cái việc tu tập á, là nó cứ an lạc trong từng cái giây phút mà mình sống trong chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải là chờ tới cái ngày mình được thọ giới. Vì vậy cho nên dù là người Phật tử vào công quả,
hay là một vị giới tử hay sa di hay tỳ kheo. Ở trong chùa sư cô thì sư cô thấy hầu như là không có khác biệt bao nhiêu hết. Chỉ có đó, tỳ kheo thì có một số giới không có, vì nó cản trở đó thì mình không có làm được. Ví dụ như một vị tỳ kheo ni thì không có đi nấu ăn, không có nhổ cỏ, không có cuốc đất. À, cho nên đó, là trong một chùa thì phải có các vị sa di. Các vị sa di thì không có cái giới đó, chỉ có 10 giới sa di thôi. À, thì á, là trong chùa của sư cô hiện giờ đó là các vị tỳ kheo thì làm công việc là quét dọn, rồi á, dạy học, rồi á, là hướng dẫn cho Phật tử. Còn mà nấu ăn thì các vị sa di và giới tử thay phiên nhau để nấu. Cho nên á, là cũng có cái sự nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Người việc người này làm được thì người không, không người này không làm được thì giúp cho người kia. À, cho nên sư cô này có hai câu trả lời là vậy đó. Câu trả lời thứ nhất là muốn nhanh thì vẫn được, thì nếu tới thích hợp, nhưng mà quan trọng là không cần phải nhanh. À, mình cứ đi từ từ cũng được, bởi vì cái giới pháp á, là chỉ là cái phương tiện để giúp cho mình á, là bớt cái gì, giới là gì, ngăn ngừa. Giới nó chỉ ngăn ngừa những cái phiền não loài thô thôi, những cái phiền não đã biểu hiện qua thân và khẩu. Cho nên nếu quý vị đọc những cái giới luật là toàn những điều không nên làm cái này, không nên làm cái kia, là to thất thân và có khẩu thôi. Nhưng mà mình tu tập á, thì có cái giới định và tuệ. Mà giới định tuệ đó, mà theo cách nói của thầy Viễn Minh á, thì nó không còn là giới dễ định chế định nữa, mà là giới tự tánh quý vị ha. Thì á, là và cái giới đó, giới định tuệ đó nó biểu hiện qua đời sống hàng ngày, chính là thần trọng, chủ tâm và quan sát. Thần trọng chính là giới, chủ tâm chính là định, và quan sát chính là tuệ. Thì dù một vị tỳ kheo hay sa di thì cũng phải sống thận trọng như nhau thôi. À, làm việc gì, ăn uống đi đứng mà mình thận trọng, tức là mình giữ giới rồi. Vậy thì có giới sa di hay giới tỳ kheo nó cũng giống nhau. À, nó chỉ giúp cho mình thêm, đó là mình giữ, có giữ nhiều giới thì mình thoát ra được nhiều tội, mình bớt đi cái sự buông lung, mình bớt đi những cái bất thiện pháp quá thân, quá thân và quá khẩu thôi. Nhưng mà nếu như mà nói tu rốt ráo đó thì thật sự là giới nó còn nhiều hơn hơn cái con số đó nữa. Không phải chỉ là 200 mấy giới hay 300 mấy giới đâu, mà mỗi giây phút mình đều thận trọng đó, thì cái lỗi lầm nó ở thân, ở khẩu, ở ý nó đều không còn có. Ở đây đó, thì Hành Trân có gửi tin nhắn, thì hình như Hành Trân có gửi email cho cô rồi phải. Nếu vậy thì Hành Trân là gửi tin nhắn cho cô qua Zalo đi ha, rồi sẽ cô sẽ hướng dẫn cái cách để mà cúng dường nha. Dạ rồi, bây giờ thì mình cũng đã hết giờ rồi, mình chắc cũng hết câu hỏi rồi ha. Thì xin được dừng lại thời pháp hôm nay ở đây. Ngày vừa rồi đó, ngày rằm tháng 6, thì ở Ni Viện có một cái đầm tang của cô cư sĩ là cô An Đạo. Cô ở chùa lâu nay á, là cô làm công việc là may y áo cho các sư cô, và hay trang hoàng làm những cái bức thư pháp để cho các cô viết thư pháp để tặng cho Phật tử. Cô sinh năm 1960 và cô bị ung thư vú đã hơn gần 2 năm. Mà mặc dù thời gian bị bệnh như vậy mà cô vẫn làm công quả cho chùa rất là tinh tấn. Và cô mất đúng cái hôm rằm tháng 6 là hôm mà chùa làm lễ dân y. Và chiều 5 giờ chiều thì cô mất, và chiều hôm sau là 1 giờ rưỡi là đưa đi luôn. Và chùa thì cái đám tang nó rất là yên lặng, các cô là chỉ thay phiên nhau tụng kinh. Cứ mỗi giờ là chia ra nhóm, 3 nhóm, cứ 1 tiếng đồng hồ thì một nhóm vào tụng kinh và ngồi thiền để chia phước cho cô. Cho nên hôm buổi học hôm nay thì cũng xin được hồi hướng công đức đến tất cả chư thiên, tất cả thân bằng quyển thuộc đã có vãng. Và nhất là cô hương linh của cô Nguyễn Thế An Đào, pháp danh An Đạo, sinh năm 1960, mất ngày 4 tháng 8 năm 2020, nhằm ngày rằm tháng 6 năm Canh Tý. Cũng như là tất cả thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị Phật tử đã quả vãng. Cầu mong cho quý vị ấy nhận được cái phần phước thanh cao này để được sinh vào cảnh giới an vui. Nếu đã sanh vào cảnh giới an vui rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến, và cũng cầu mong cho họ gặp được chánh pháp, có được chánh kiến, tu tập để sớm giải thoát khỏi khổ của sanh tử luân hồi.
mà cầu nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo hộ trì cho tất cả chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử và thân quyến của quý vị được năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và có trí tuệ, tinh tấn trong thiền pháp, sớm được chứng được đạo quả, an lạc và giải thoát. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng vát ta mê buôn nhang ngã sa va kha ya va hăng hô tu. Sa thu, sa thu, sa thu. Dạ, xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.